Flag on Heat fans. Woo! Xin kính chào các khán giả của truyền hình FPT. Chúng ta lại có mặt tại nhà thi đấu CS để cùng chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 3 trên sân nhà của câu lạc bộ Sài Gòn Heat trong khuôn khổ ABL mùa giải thứ 9. Cuộc tiếp đón các cầu thủ The Dreamers, những đội bóng cũng đang sở hữu cùng thành tích với ông 30 với 3 chiến thắng kể từ đầu mùa. Sài Gòn Heat cho đến thời điểm này họ đã có được 2 chiến thắng trên sân CS, lần lượt trước CS này Indonesia và Macau Black Bears. Trong khi đó, chiến thắng trên sân khách của Sài Gòn Heat là cũng trước đại diện đến từ xứ vạn đảo. Giờ đây sau khi trở về từ Indonesia thì Sài Gòn Heat sẽ đối đầu với The Dreamer. Và đây là những con số thống kê ở trận đấu trước khi mà The Dreamer đã vượt qua Vogue Warrior với tỷ số là 107-81. Còn Sài Gòn Heat cũng đã có được chiến thắng 76-64 trước CS Indonesia trên đất nước Indonesia. Đó là trận đấu mà Trevor Hill tiếp tục cho thấy được ảnh hưởng lớn của mình với việc có được 30 điểm cho đại diện của Việt Nam. Và đó cũng là trận đấu mà Sài Gòn Heat đã thể hiện một phong độ rất tốt ở hàng phòng ngự. Trên bảng xếp hạng hiện tại thì Dreamer đang dẫn đầu với khoảng cách và cũng như là số trận thắng bằng với Sài Gòn Heat. Đó là 3 chiến thắng, nhưng điều đáng chú ý là Dreamer đều đã giành được 3 chiến thắng ngay trên sân khách. Đây là Michael Miller, một trong những tay ném ấn tượng bên phía đội chủ đội khách trong ngày hôm nay. Anh đã có được 22 điểm, 7 rebound, 12 kiến tạo và 4 tình huống ném 3 thành công trong trận đấu với World Warrior, trận thắng gần nhất của các cầu thủ đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó thì Dreamer cũng đã lần lượt vượt qua những đối thủ có thể nói là rất khó chịu như là Singapore Slingers và Hong Kong Eastern ngay trên sân của đối phương. Còn nói về Sài Gòn Heat thì chắc chắn ngôi sao sáng nhất của họ trong những trận đấu đã qua phải là Trevor Hill, người đang đứng thứ hai trong danh sách ghi điểm trung bình với khoảng 31,2 điểm mỗi trận. Cùng với đó là 30 điểm, 8 rebound, 7 kiến tạo ở trận đấu gần nhất với câu lạc bộ CUS này. Number 34, T.M. Quare. Number 2, Henry Weir. Mr. Wingo, number 8, Justin Hua. Number 22, Corey Celia. Number 20, Chris Dupper. Number 33, Kyle Paro. Number 12, Justin Young. Number 11, Dinh Han San. Number 1, Trevor. Number 13,
Murphy Bunatowski. Head coach of Saigon Heat, Mr. Kyle Julius, assistant coach Mr. David Singleton. Xin trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, Commissioner Referee for this game, Mr. Lê Việt Đức, Mr. Natabong John Taba, Mr. Chi Kyung Alan Chong, Mr. Wei Chen Chu. Và xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng đứng lên để làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. Quốc ca. Cuộc đối đầu hết sức đáng chờ đợi. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được một số lượng có thể nói là khá lớn những cổ động viên đến từ đội khách. Và đây là màn so sánh giữa Kai Barron và Phil Artino, những người đang có tổng cộng 18,7 điểm mỗi trận. Rebound thì Kai Barron đang tạm thời nhỉnh hơn, nhưng tỷ lệ field goal thì bên phía trung phòng của đội khách đang có chút ưu thế so với Kai Barron. Ở trận đấu gần nhất của câu lạc bộ Sài Gòn Heat thì chúng ta thấy được rằng Trevor Hill là người đã chơi rất ấn tượng cả tấn công lẫn phòng ngự. Còn đây là những thông số của Leighton, một nội binh bên phía câu lạc bộ The Dreamer, người đã có 14 điểm, 5 trên 6 tình huống field goal thành công và chỉ thi đấu 9 phút nhưng rất hiệu quả bên phía đại diện của Đài Loan. Chúng ta có thể xem lại được những tình huống bắn ba có thể nói là rất chất lượng đến từ Leighton. Phiêu cầu ấn tượng cũng là một trong những điểm cần lưu ý của cầu thủ này. Đây chắc chắn là một con mồi có thể nói là khá nguy hiểm sau khi xuất hiện từ băng ghế dự bị. Và cũng cần phải nói thêm là The Dreamer ở mùa giải trước là người đã đánh bại Sài Gòn Heat trên sân nhà trong trận mở màn. Ông Dean Murray ngày hôm nay là huấn luyện viên trưởng bên phía đội khách. Còn đây là những hình ảnh của huấn luyện viên Kyle Julius cùng với trợ lý Michael Singleton và huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh. Không thể phủ nhận sau hết đã có được cho mình một sự tiến bộ ở trong mùa giải năm nay. Còn đây là hình ra sân đến từ Dreamer, Lindley, Kenneth Chien, William Artino, Malcolm Miller và Terry Clash sẽ là năm cái tên xuất hiện trong đội hình xuất phát của đại diện đến từ Đài Loan. Về phía đội chủ nhà thì năm cầu thủ sẽ xuất phát chính thức, đó là Đinh Thanh Sang, Murphy Bernatowski, Kai Barron, Trevor Hills và Justin Young. Đội hình này là một bộ khung có thể nói là đã quen thuộc ở trong mùa giải năm nay của Sài Gòn Heat tại giải IBL, thì đã tìm được cho mình những sự tự tin và cũng như là rất ăn ý với nhau. Sang Đinh, người đã có được vị trí chính thức trong những trận đấu gần nhất của Sài Gòn Heat, đã nhận được niềm tin của huấn luyện viên Kyle Julius sau khi có những màn trình diễn ấn tượng hơn so với người xuất phát ở trận đấu đầu tiên của ông 30, đó là Corey Celia. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã từng nhớ những khó khăn mà Sang Đinh đã gây ra cho Michael McKinney trong trận đấu thắng gần nhất của Sang Đinh trên sân nhà của mình. Đó là trận đấu mà Sang Đinh đã khiến cho cầu thủ giật bóng của Bắc Cộng Lắc Bè phải
khó chịu và liên tục gây ra những sai lầm. Ở trong hiệp một trở lại thì Saigon Heat vẫn tiếp tục phát triển vào trong vùng sân nhà ở trong buổi diễn này, đó là Văn Trăng, và họ sẽ phải đối đầu với một đội khách cũng phát trên trang phục phát cho mình một trang phục đen giống như là Mark Black Bear, đó là The Dreamer. Mọi thứ đã sẵn sàng tại nhà thi đấu CIS và chúng ta chỉ cần chờ đợi tình huống giao bóng của các trọng tài là có thể bắt đầu trận đấu này. Một trận đấu để phân định ngôi đầu bảng giữa hai đội bóng toàn thắng kể từ đầu mùa giải, đó là Saigon Heat và The Dreamers. Ngày hôm nay thì những người điều hành trận đấu gồm ba trọng tài: John Tapa Natapong, John Chi Kyon Allen và Cho Wei Chen. Bên cạnh Sang Đinh thì Justin Young cũng đã có được cho mình một phong độ có thể nói là ấn tượng ở trong áo của Saigon Heat ở mùa giải IBL năm nay. Chính anh là người đã giúp cho ông 30 vượt qua đội CS này Indonesia trên sân nhà với điểm số ghi được cuối cùng để giành chiến thắng 82-80. Và cần phải nói thêm là tất cả các thành viên của Saigon Heat ở mùa giải năm nay là những người lần đầu tiên thi đấu tại giải vô địch bóng đá bóng rổ Đông Nam Á IBL. Và mặc dù là những tân binh nhưng đến lúc này thì các học trò của huấn luyện viên Kyle Gillis đang cho thấy được họ đặt ra mục tiêu top 3 ở mùa giải năm nay là hoàn toàn có cơ sở. Sự hòa nhập nhanh và chơi rất nhịp nhàng đến từ các cầu thủ. Ngoài ra thì về mặt tinh thần, Saigon Heat vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết và không hề bỏ cuộc trong mỗi trận đấu dù lợi thế dẫn trước của đối phương có lên đến hai con số đi nữa. Ở trận đấu gần nhất trên sân nhà thì Saigon Heat đã vượt qua một thử thách khó khăn, đó là một trong những ứng viên cho chức vô địch Macau Black Bears. Và giờ đây thì họ sẽ tiếp tục đặt quyết tâm để vượt qua một đối thủ đã lột xác hoàn toàn, đó là The Dreamers với 3 chiến thắng từ đầu mùa. Sẽ là tình huống tranh chấp bóng giữa Martino và Kai Lerner. Như vậy là đội khách là những người lên bóng đầu tiên. Để cho đội khách thể hiện áp lực về rổ của Saigon Heat, đó là một bóng tốt cho Saigon Heat. Lại là một tình huống steal và chúng ta cần phải lưu ý rằng Trevor Hill cho đến thời điểm hiện tại đang là người dẫn đầu danh sách có được những tình huống cướp bóng thành công, trung bình mỗi trận cao nhất với 3 lần trước tình huống cướp bóng và ghi điểm này. Đó là những đóng góp của Trevor Hill ngay cả ở mặt trận tấn công cũng như phòng ngự, và chúng ta sẽ có cơ hội để ghi điểm số thứ 3 tuyệt vời. Đó là Trevor Hill với 3 điểm đầu tiên cho Saigon Heat. Bắt đầu có thể nói là ấn tượng của Saigon Heat ngay trong đợt là bóng đầu tiên của đối phương, và tiếp tục là pha cứu bóng đến từ Lewandowski. Sẽ có một tình huống kỳ cản trái phép của đối phương và như vậy là trọng tài xác định đó là tình huống hai banh của Lewandowski. Một pha xử lý hơi chủ quan và bóng trở lại với các cầu thủ Dreamer. Đây là Kevin Brass, không, đây là Kenny Chen, Michael Miller, Lily. Bóng ao vào nhưng vẫn thuộc về đội khách. Và tấn công của đội khách còn lại đó là 7 giây. Và người giao bóng cho họ đó chính là Kenneth Chiang. Một tình huống phát đi hay của Lily, và đó là Michael Miller với 32 điểm dành cho The Dreamers. Một tình huống ấn độ khá tự tin đến từ Michael Miller. Và tấn công dành cho Saigon Heat. Đây là Trevor Hills. Ở mặt bên là Kenneth Chiang. Trevor Hills. Đường truyền dành cho Murphy Bernatowski. 3 điểm cho đội bóng áo số 13. Một pha bóng ba cực kỳ chất lượng đến từ Murphy Bernatowski. Chúng ta cần những tình huống lạnh lùng như vậy. Tiếp tục là Miller. Thầy trở rất tốt. Truyền bóng cho Antino. Rất khó khăn. Và Kai Byron ghi bao thành công. Tình huống chơi tốt trong hàng phòng ngự của Saigon Heat. Và đây là cơ hội để chúng ta tiếp tục nới rộng khoảng cách. Trevor Hills. Kyle Byron và Bernatowski bắn ba. Một bóng ba không thành công. Và người đi bao cũng không tốt bên phía đối phương. Và đó là hai pha đánh phạt nhau. Chính xác là hai pha đánh phạt dành cho Kyle Byron. Nhưng trước đó là Sang Đinh với một tình huống nhảy lên tranh chấp rất quyết liệt với Antino.
Và Kai Byron đã có được cơ hội sau nỗ lực đến từ Sandin. Đó là giá trị mà Sandin đã ghi được dấu ấn trong lòng của huấn luyện viên Kyle Julius để có được vị trí chính thức trong ngày hôm nay. Là một nội binh nhưng Sandin đã vượt qua rất nhiều những cái tên chất lượng khác trong đội hình của Sài Gòn Heat để có mặt trong đội hình xuất phát liên tiếp những trận đấu gần đây. Và đây là Kyle Byron với hai pha đánh phạt rất tốt, 7-2 cho Sài Gòn Heat. Chúng ta vẫn đang có được tỷ lệ field goal là 100%. Nhưng tỷ lệ đánh phạt chỉ là 50 mà thôi. Hai đội lần đã chỉ thành công một lần. Đây là điều rồi. Vẫn là tình huống đấu mạnh mẽ đến từ Miller. Tuy nhiên mà dứt điểm đã không chính xác. Và người đi vào tiếp tục là Kyle Byron cho Vong Hill. Số 1 của chúng ta đang thoát đi và đây là cơ hội không thành công. Một tình huống dứt điểm hơi thiếu cảm giác của Kanetia. Và đó là tình huống xử lý của Lee. Atino rất khó khăn. Các cầu thủ Swimmer đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng thì Atino cũng đã thoát đi và ghi 2 điểm cho đội khách. Một tình huống luôn chuyển bóng khá tốt đến từ đại diện của Đài Loan. Và sân khách đã bị đứt cua ngăn tôn. Điểm số xuống còn là 3 điểm. 4-7. Sang Đinh truyền bóng cho Kai Byron đã bị ngăn cản bởi Kevin Glass. Như vậy là đã có một tình huống dẫn vạch đến từ Bofi Bernatowski. Rất đáng tiếc cho Sang Đinh khi mà tấn công vừa rồi được thiết điểm tốt đến từ Justin John. Từ những chúng ta đã mất đi những tấn công vừa rồi. Cầu thủ này sẽ ép ngay ở phần sân của đối phương đến từ Sandin. Lindley đang bị theo rất sát. Vẫn là sự quyết liệt của cầu thủ áo số 1. Atino. Cầu thủ chuyền bóng qua Atino và vẫn là một pha dứt điểm đến từ Miller. Và dứt điểm tốt đến từ Joshua M và họ đã sang bằng tỷ số 7-0. Trevor Hill vẫn là người lên bóng cho đội chủ nhà. Sandin chuyền bóng cho Murphy Bernatowski. Không dứt điểm, đây là Trevor Hill ném ba không thành công, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Rất đáng tiếc, một pha tấn công đúng rồi, rất tốt của Sài Gòn Heat. Tuy nhiên pha dứt điểm lại thiếu một chút sự may mắn. Và đây là Lee. Kevin Glass là cầu thủ áo số 40. Như vậy chỉ có một tình huống phát bóng từ cuối sân, bởi trước đó các trọng tài cho rằng Kevin Glass chưa thực hiện pha dứt điểm về bản rổ. Như vậy là Murphy Bernatowski chính là người đã bị thua phạt. Tại thì đó cũng nói là lỗi phòng vệ đầu tiên của Sài Gòn Heat. Như vậy là ngay sau đó thì Sang Đinh đã bị thổi phạt sau tình huống ngăn cản trái phép với Lindley. Martino và Kanetia. Tiếp tục là Miller. Kanetia chưa dứt điểm. Flash hết giờ và đó là cú ném không thành công của các cầu thủ khách. Và đi vào chất lượng đến từ Sandin, cơ hội để Sandin tiếp tục vượt lên. Đây là Kai Byron, đã khó khăn thì anh đang bị vây hãm bởi hai cầu thủ của đối phương. Tiếp tục là Kai Byron và dây chuyền không thành công của Kai Byron. Bóng vẫn còn ở trong cuộc. Đây là Flash, bóng thì khá mạnh mẽ. Đã không thể cứu bóng thành công. Sandin chơi với một tinh thần cực kỳ máu lửa và đó là điều mà huấn luyện viên Kyle Julius luôn cần ở các học trò của mình. Mất bóng và ngay lập tức lui về để gây khó khăn cho Kevin Glass, cướp đi cơ hội ghi điểm của đối phương. Lindley lại là một tình huống tranh chấp tốt đến từ Bernatowski. Hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat vẫn đang chơi khá tập trung và gây sức ép sớm cho đối phương ngay ở những tình huống giao bóng đầu tiên. Là một sự khó chịu trong cách phòng thủ của chúng ta. Đây là Atino, tình huống can thiệp đến từ Trevor Hill và đồng thời đã xác nhận anh là người chơi bóng cuối cùng. Trevor Hill có khả năng đọc tình huống tốt và những chỉ số về số lần cướp bóng thành công của Trevor Hill đã chứng minh điều đó. Đây là Lily, đối mặt tiếp tục với lại Sandin. Cơ hội dành cho Kevin Glass, bóng ba và pha bóng ba airborne.
tình huống cứu bóng cũng không thành công đến từ Akido và áo vào bóng dành cho Sài Gòn Heat. Ít phút vừa qua của trận đấu này thì Kai Barron đã theo với Atino như hình với bóng và tạo ra cái trung phong của đối phương một sự khó chịu. Đến lúc này thì cầu thủ mang áo số 31 bên phía đối phương mới chỉ ghi được 2 điểm mà thôi. Đây là Trò Văn Hiệu vẫn là người dẫn bóng của Sài Gòn Heat rất quen thuộc. Trò Văn Hiệu quyết định xử lý bắn qua. Cầu thủ áo số 1 đã dường như tìm được cảm giác bắn của mình từ rất sớm và hy vọng điều đó sẽ tiếp tục phát huy ở những phút sau. Atino, Lily rất nhanh. Lily là một đội binh chơi cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo của câu lạc bộ The Dreamers. Và hai điểm tiếp theo cho đội khách. Cầu thủ cứu bóng thành công đến từ Lily và đây là pha phản công dành cho Dreamers. Lần gỡ khá dễ dàng. Và họ đã có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trận đấu này với điểm số là 11-10. Tiếp tục là Bernatowski, cơ hội dành cho Sài Gòn Heat, đó là hai pha ném phạt dành cho đội trưởng của ông 30. Người đã phạm lỗi là Linh Lì với một tình huống đánh tay rất rõ ràng. Còn đây là tình huống phối hợp trước đó, tưởng như Tevin Glass đã đi bất ngờ với đường truyền của Kenneth Chen, nhưng anh cũng kịp đưa ra một tình huống kiến tạo. Như vậy là huấn luyện viên của Sài Gòn Heat là Kai Julius cũng đã đưa ra quyền hủy để bàn lại chiến thuật với các học trò của mình. Đây có thể nói là một trận đấu rồi mà Sài Gòn Heat đã chơi hay ngay từ đầu, họ dẫn bóng tốt và cầm được hai lần này và lợi thế cũng thường thể hiện để cho chúng tôi chúng ta chúc mừng tại sao họ là người có được quả chiến thắng từ đầu đường ngay trên sân khách với một trận đấu rất ấn tượng và chúng tôi cũng là niềm vui được cầu giữa và xin tự hào ý để chúc mừng lại một đội chiến. Lúc này thì Trevor Hill vẫn đang là người dẫn đầu về khả năng ghi điểm của đội chủ nhà với 6 điểm đã có được. Một tình huống rút bóng và lúc đó thành công, một cú ném ba và một cú ném phạt, tất cả đều được Trevor Hill thực hiện rất chuẩn xác. Cùng với đó là một kiến tạo và một điểm steal. Bên cạnh đó thì Martin Bernatowski và Kai Barron cũng là người đã có mặt trên bảng điện tử với lần lượt là 3 và 1 điểm cho đội chủ nhà. Theo quan sát của chúng tôi thì Cody Siria đã được đưa vào sân để thay thế và người được rút ra nghỉ đó là Sang Đình. Cú ném cực kỳ nhẹ nhàng và chuẩn xác đến từ Bobby Bernatowski, cậu học trò cưng của huấn luyện viên Kyle Gillis ở Canada. Bernatowski cũng là tuyển thủ quốc gia. Và cú ném thứ hai cũng rất chuẩn xác, hai điểm tiếp theo cho Sài Gòn Heat và họ đã tái lập thế dẫn điểm với đối phương. Điểm số hiện tại là 12-11 nghiêng về phía đội chủ sân CIS. Đây là Lily. Đối mặt với Celia. Chuyền bóng cho Michael Miller. Đó là bàn thắng bóng tốt của Kai Barron. Và là bóng rất nhanh dành cho Sài Gòn Heat, Kai Barron. Và dứt điểm và rất đáng tiếc là không phản quan cho 30. Tuy nhiên, Kai Barron cũng đã cầu lỗi thành công đến từ Lily. Hai lỗi cá nhân của Lily và lúc này thì các cầu thủ đến từ Đài Loan đã mắc lỗi đồng đội thứ tư. Chỉ cần thêm một lần nữa thôi thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian phía sau của hiệp 1 cực kỳ thuận lợi với những tình huống tấn công. Và bên phía của Dreamer cũng đã có sự thay đổi người. Sun Wei-gu cũng đã vào sân để thay cho Kenneth Chien. Người nhất điểm sẽ là Kai Barron. Rất tốt. Hiện tại thì Kai Barron đã có được cho mình 2 điểm sau pha đá phạt vừa rồi. Bên cạnh Sun Wei-gu thì có Sinin Chen cũng là người đã vào sân, cầu thủ áo số 9. Hai cú ném tốt của Kai Barron và chúng ta vươn lên dẫn trước với tỷ số 14-11.
vẫn là một phong độ khá ổn định của Sang Hit. Cái nhập cuộc rất đáng khen ngợi và đây là Seven Flash của khách hàng đó là Miller. Đây mới là Seven Flash. Cú thoát đi. Pha can thiệp tốt của Kai Baron và Trouble Hill cướp bóng cho Sang Hit. Cũng dành dành cho Trouble Hill. Đang cố gắng vượt qua sự đeo bám của đối phương. Trouble Hill pha bóng ba của Corey. Rất tốt công việc của mình với thêm một cú ném ba tấn công cho Sài Gòn Hit. Rất tuyệt vời một khoảng cách này của U30 với đối phương đã được tăng lên thành 6 điểm 17-11. Miller đây là Atino đối mặt với Kai Baron và bóng ba đến từ Miller. Một cú đánh trả rất chất lượng đến từ cầu thủ mặc áo số 33 của đối phương. Và còn Miller là một tay ném cực kỳ chất lượng bên phía đội khách. Nhưng đây là cú lên tổ 10 của nhà với Trevor Hill, Murphy. Và đột phá của Murphy Bernatowski chuyền bóng cho Kai Baron. Và một lần nữa chúng ta lại thấy Bernatowski nhập vạch. Như vậy là đó là luật 3 giây. Rất đáng tiếc. Một lần nữa bất liệt hội tấn công. Thời đáng tiếc đó từ Sài Gòn Hit và chúng ta sẽ thấy tập trung phòng ngự. Justin John là người đang đeo bám Miller. Một thủ đang chơi có thể nói là rất căng đổ và sân sáu của thiên sư. Tiếp tục là Antino. Antino để đầu với Kai Baron và đóng ba can thiệp tốt dành cho Sài Gòn Hit ở bầu. Michael Miller lúc này đã vươn lên để dẫn đầu danh sách ghi điểm với 8 điểm đã có được. Đây là Trevor Hill mới dành cho Sài Gòn Hit. Tỷ số vẫn đang là 7-4. Nhìn về phía đội chủ sân CS, Trevor Hill và dứt điểm từ qua một bán người của Trevor Hill, nhưng vẫn còn đó là pha đi vào chất lượng của Corey Celia và Bonatowski. Và dứt điểm của Corey Trung Vinh. Chen đã bị sức mạnh của Bonatowski đánh bại và sau đó cầu thủ của Canada đã rất chuẩn xác ở khu vực trung bình. Đây sẽ là tình huống lên bóng của đội khách. Vinh Chen, Michael Miller chuyền bóng cho David Flash và đó là một đường chuyền của đối phương, lại là turnover của đội khách. Có thể nói Trevor Hill đã gây ra sự khó khăn rất lớn dành cho Trần Phong trong đường chuyền vừa rồi. Anh đã án tử đối phương để cho số 40 của cầu thủ M phải mắc sai lầm. Bóng được phát ở biên dành cho Trần Phong. Cú xung quay gần như là đội bình duy nhất và đội chuyền M giữ lại ở mùa giải năm nay so với đội hình năm ngoái. Họ gần như thay đổi với toàn bộ nội binh cũng như ngoại binh của mình. Một đội bóng dành cho Sài Gòn Hit. Bernatowski không thành công, hơi thiếu may mắn cho đội chúng ta. Đó là một đội bóng đã tưởng như chui vào rổ nhưng lại bật ra. Bất may đã không đứng về phía Sài Gòn Hit. Như vậy là sau đó thì Trevor Hill đã mắc một lỗi cá nhân rất đáng tiếc. Đó là lỗi đồng đội thứ 3 của đội chủ nhà. Sau hết cần cố gắng câu thành đổi đồng đội nữa đến từ đối phương để có thể được hưởng lợi từ các tình huống ném phạt. Đây là Antino. Antino vẫn đang rất khó khăn trong xâm nhập bản đồ của đối phương. Đây là Miller. Rất khó khăn cho David Glass. Chuyền cho Miller. Thời gian tấn công đã hết. Thời gian tấn công đã hết. Áp lực từ đội chủ nhà khiến cho đội khách còn không quan tâm đến thời gian tấn công của họ nữa. Và đây là một dấu hiệu rất tốt trong hàng phòng ngự của Sài Gòn Hit ở mùa giải năm nay. Họ đã cải thiện được chất lượng phòng ngự để ngăn đối phương ghi điểm và đó là lần turnover thứ 5 của Trevor Hill. Nhiều hơn Sài Gòn Hit một lần ở vòng 1 này. Đây là Bernatowski, Justin Young. Còn lại 10 giây cho đợt tấn công này, tiếp tục là Murphy Bernatowski cố gắng vượt qua sự phản kháng của đối phương. Cường chỉ cực kỳ sự sôi động đã trở lại với CS sau tình huống chơi đầy uy lực của Kai Baron vừa rồi. Và chúng ta đang dẫn trước đối phương 7 điểm 21-14, một thế trận rất tốt và Sài Gòn Hit đã tạo ra trên sân nhà CS. Michael Miller bóng dành cho David Flash. Đã có một tình huống xử lý có thể nói là khá khó chịu đến từ David Flash. Đã câu lỗi đến từ cầu thủ của chúng ta đó là Martin John. Chúng ta đã giúp đỡ, hãy cùng nhìn lại và
được chọn đứng trong một tư thế bất lợi và nhận tình huống cầu lỗi của đối phương. Như vậy là cầu thủ áo số 1 bên phía đội khách đó là Lê Thiên đã vào sân. Đây là một tay ném ba rất chất lượng bên phía cầu thủ The Simmers. Và chắc chắn rằng trong phút tiếp theo sẽ hết cần phải đặc biệt lưu ý đến thủ này. Người mà trước tuổi tầm nhưng mà cũng đã được theo dõi những bóng bàn đó là rất ổn định của anh. Và dứt điểm khá trống trải nhưng không thành công đến với đội khách. Asino tìm lối cứu bóng cực tốt đến với Corinthians. Được bắt đầu để đội đường đã bị bẻ gãy. Và sẽ là tình huống lên bóng dành cho Trevor Hughes. Bên phía Bernatowski đối mặt với Leighton. Bernatowski thoát đi rất hay và không có hai điểm dành cho cầu thủ áo số 13, rất đáng tiếc. Tình huống xử lý cái lực tốt của Bernatowski nhưng anh lại chơi không thực sự chính xác được phải điểm cuối cùng Leighton. Và bóng bàn không thành công và đó là cầu thủ bị bóng tốt của Saigon Heat. Người chấm đó là Colisia thật bất ngờ và chúng ta sẽ lại lên bóng với Trevor Hughes. Một còn lại có 13 giây và đây cũng là thời gian đá bóng cuối cùng cho Saigon Heat. Chúng ta hoàn toàn không còn sợ để có thể có được một bóng cho Javier. Đây là Trevor Hughes. Tiếp tục là Trevor Hughes. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của Sinin Chen. Và Trevor Hughes sẽ có được hai tình huống ném phạt, bởi đó đã là lỗi đồng đội thứ 5 của đội khách. Cơ hội để chúng ta kết thúc hiệp đấu này với thêm nhiều khoảng cách hơn so với đối phương. Rất đáng tiếc là ở cú ném đầu tiên Trevor Hughes đã không thể ném chắc tay. Tuy nhiên anh vẫn còn một cơ hội nữa để có thể gia tăng cách biệt dành cho 30. Tiếp tục là Trevor Hughes. Rất tốt. Và chúng ta dẫn đối phương với cách biệt là 8 điểm. 22-14 và chỉ còn 3 giây cho hiệp đấu đầu tiên. Trong đó phần thắng ở hiệp đấu này đã thuộc về đội chủ nhà. Chúng ta đang hơn đối phương ở nhiều tỷ số điểm. Đặc biệt là điểm số của bản điện tử bên phần môn bằng hoàn toàn không chính xác. Và sẽ đem lại lợi thế của 21 dành cho Saigon Heat với cách biệt là 8 điểm 22-14. Như vậy là sau hiệp thi đấu thứ hai, xin lỗi quý vị, sau khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại thì đến lúc này chúng ta đang dẫn trước đối phương với cách biệt là 8 điểm. Trevor Hughes cùng với Murphy Bernatowski là những người đang cùng sở hữu thành tích ghi điểm tốt nhất của đội chủ nhà với 7 điểm đã ghi được. Điều quan trọng là Saigon Heat đã tìm lại cho mình sự ổn định hơn trong các pha bắn ba. Họ đã có được cho mình tỷ lệ field goal đang là 42%, thành công 3 lần sau 7 lần ném ba. Tỷ lệ field goal tổng của Saigon Heat đó là 50%. Chúng ta cùng xem lại khoảng 3 rất chất lượng đến từ Corinthians, điều mà người hâm mộ đang rất mong muốn và nhìn thấy nhiều hơn nữa đến từ số 22. Và đây là Bernatowski với một cú ném ba chất lượng khác. Bên cạnh hai cầu thủ Trevor Hughes và Bernatowski thì Ty Barron là người đã có được 5 điểm. Cùng với đó là hai tình huống rebound và một cú steal. Ty Barron cho thấy anh là một người phòng ngự cũng rất chắc chắn bên phía Saigon Heat. Điểm số còn lại của Saigon Heat được ghi là thuộc về Cody Celia với một cú ném 3 thành công. Bên phía Trevor thì Atino cùng với là Kenneth và Lily vẫn đang dậm chân tại chỗ với hai điểm có được. Phần điểm còn lại của đội khách được thực hiện đến từ Michael Miller, người đã có được cho mình 8 điểm. Đây là hiệp 2 của trận đấu cũng sẽ chuẩn bị được bắt đầu. Theo quan sát của chúng tôi thì về phía đội của Saigon Heat đã có sự thay đổi. Trevor Hughes sẽ được nghỉ ngơi và người thay thế đó là Chris Dierker. Như vậy ở hiệp 2 này thì Saigon Heat sẽ là những người giao bóng trước Bernatowski.
và người nhận bóng là hàng số 13 tiếp tục là Mauricilia. Mauricilia đường truyền tốt và bóng ra Toski không thành công. Cái này hơi thiếu chuẩn xác của cầu thủ áo số 13 và đây là cú bóng của đội khách. Sinichen truyền bóng cho Antino rất hay với một pha lên gỗ đơn giản của trung phong áo số 31 bên phía đối phương. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Antino có thể thoát khỏi sự đá bóng của Kyle Barron. Tiếp tục là Kyle Barron của Sài Gòn Hit đối mặt với Antino, đường truyền dành cho Mokotowski và xoay trở dưới rổ và tìm ra khoảng trống cho Kyle Barron. Tuy nhiên đó là pha dứt điểm không tốt. Hai cú ném ba không chính xác của chúng ta đã cướp đi cơ hội lên điểm cho đội chủ nhà ở đầu hiệp hai. Sinichen bắn rất tệ và người rebound là Christiaker rồi lên bóng cho Sài Gòn Hit. Murphy Bernatowski và lên bóng khá tốc độ và đây là Kyle Barron đối phương đang cố gắng chia người ra để chặn phá các cầu thủ Sài Gòn Hit. Tuy nhiên Bernatowski vẫn đang cố gắng thoát đi và đó là đường truyền khá tốt. Diaker phải dứt điểm ở dưới rổ. Tình huống xử lý rất chậm rãi và khôn ngoan của Chris Diaker khi mà các cầu thủ The Dreamer đã gây sức ép xung quanh. Miller rất lăng léo, vẫn là Michael Miller lên rổ không thành công và người rebound là Justin Young. Một tình huống lên rổ không thành công của đối phương tạo cơ sở để cho Sài Gòn Hit phản công. Bernatowski đường truyền không thành công của Bernatowski, càng đã bị đưa vào thế kẹt. Đây là Sung Wei Wu và tình huống cướp bóng rất tốt đến từ Justin Young. Bernatowski đối mặt với Lê Thiên không có hai điểm cho Sài Gòn Hit, rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc khi liên tục là những tình huống dứt điểm không thành công của số 13. Lẽ ra nên bình tĩnh hơn một chút và có thêm một chút số chính xác nữa để có thể gia tăng điểm số. Sài Gòn Hit đã phải chịu một lỗi đồng đội đầu tiên ở hiệp hai với lỗi cá nhân thứ hai của Justin Young. Michael Miller sẽ là người lên bóng cho đội khách. Như vậy Bernatowski đã tạm thời được thay ra nghỉ và dừng lại vị trí của mình cho Trevon Hughes. Kardashian, đây là saving class đối mặt với Kyle Warren khá nhanh. Đúng dứt điểm của cầu thủ bên phía trên mở đá là Evan và đây là Trevon Hughes. Trevon Hughes đối mặt với Sung Wei Wu vẫn là cầu thủ áo số 1 rất nhanh, rất khỏe và dứt điểm ở clip trung bình không thành công. Rất đáng tiếc chưa có điểm số đầu tiên ở hiệp thiếu thứ hai cho Sài Gòn Hit. Và chúng ta đã phải đối mặt với một pha tấn công nhanh đến từ đối phương. Pha xử lý dành cho Kevin Clark có khoảng trống và dứt điểm ở ngoài vùng bán nguyệt là không thành công. Tiếp tục là pha phản công nhanh cho Sài Gòn Hit. Đường truyền tung Justin. Và chỉ tạo rất hay của Trevon Hughes. Và sau đó thì The Dreamers đã phải sử dụng quyền hội ý để ngăn cản sự hưng phấn của đội chủ nhà. Khoảng cách đã được tạo ra là 10 điểm dành cho Sài Gòn Hit. Và từ đó chúng ta thấy được sự tập trung tốt đã mang lại những thế rõ ràng như thế nào dành cho hơn 30. Trevon Hughes đã quan sát rất nhanh và nhường lại cơ hội ghi điểm cho một cầu thủ ở vị trí thuận lợi hơn là Justin Young. Kiến tạo rất hay của cầu thủ áo số 1 bên phía đội chủ nhà. Đó cũng là pha kiến tạo thứ ba của Trevon Hughes kể từ đầu trận. Cho đến thời điểm này thì chủ lên điểm của The Dreamer vẫn đang phải phụ thuộc khá nhiều vào điều lò. Những pha ném còn lại của đội khách vẫn chưa cho thấy được khả năng của mình.
Kenneth Chen đã trở lại với đội hình của đội khách. Đây là Kevin Glass, Lily. Như vậy là đội hình xuất phát ban đầu của các cầu thủ khách gồm được hoàn thiện khi mà Lê Thiên là người thay thế cho trung vệ Vuia Martino. Lê Thiên sử dụng thể hình và dứt điểm không thành công nhưng lại là lỗi đến từ các cầu thủ chủ nhà. Như vậy đó là foul trouble dành cho Justin Young với lỗi cá nhân thứ ba ở trong trận đấu này. Và Justin Young đã nhanh chóng được huấn luyện viên Cao Giữa rút ra để lý để thay vào đó là một tình huống đầu tiên của đội tuyển của sân khách hiện tại cũng đang có được một cái hình rất tốt. Bên cạnh đó là sự khéo léo của Malaysia. Rồi thì đó là điểm số dành cho Lai Chien. Dù là một trở đơn nhưng Lai Chien cũng có được cái hình rất tốt. Vậy là lúc này cách biệt đã được rút ngắn xuống còn 8 điểm, đội chủ nhà vẫn đang dẫn trước. Đường đi chuyền hay, Kai Barron chuyền bóng cho Corey Celia, chưa có cơ hội dứt điểm nhưng đây là Christiaco, không được. Rất đáng tiếc dành cho Christiaco, những tưởng đó là một pha xử lý ở Lily cũng tốt, tuy nhiên lại không thành công. Và đây là Lily, và dứt điểm cũng không tốt của Lily. Mình Natowski là người đã đứng vào, vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự đá bóng của Kevin Clash. Murphy đang chơi rất nhanh nổ và đó là một tình huống ngáng chân rất rõ ràng đến từ Kevin Clash. Một pha phạm lỗi mà chúng tôi tưởng rằng đây là sân đá bóng chứ không phải là sân bóng rổ. Tình huống ngáng chân rất thô của đội áo số 40. Malaysia sẽ là người giao bóng cho Sài Gòn Heat. Travon Hills đang cố gắng phát vào khẩu sự bám của Kenneth Chien và đây là tình huống chuyền tốt. Như vậy là đã có lỗi tấn công thuộc về Christiaco với những tình huống screen không hợp lệ. Đó cũng là lỗi cá nhân đầu tiên của Christiaco và lỗi đồng đội của Sun Heat ở trong hiệp đấu này đã lên đến con số 3, nó đang nhiều hơn đối phương 2 lần. Lily sẽ là người lên bóng cho đội khách đối mặt với Colosilia. Lily, William Martino đã trở lại đội hình của The Dreamers. Jacob Miller đột nhập không tấn công và hòn bao bóng thuộc về đội chủ nhà. Đây rõ ràng là một trận đấu mà Sun Heat vẫn đang kìm hãm khả năng lên điểm của phường rất tốt, chất lượng mang lại ở hàng phòng ngự. Dường như vừa rồi tình huống bóng với chất lượng không tốt đã khiến cho Malcolm Miller bị trượt tay và các đồng đội đã phải đổi bóng để tiếp tục thi đấu. Trevor Hills đối mặt với Kenneth Chien. Tiếp tục là Trevor Hills và di chuyển khá tốc độ của Trevor Hills. Đường chuyền dành cho Croatia rất tốt, Bianco, và đó là hai pha đánh phạt. Đó là lỗi của đội khách. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài. Như vậy đó lại là Kevin Glass. Kevin Glass mắc lỗi cá nhân thứ hai, hai quả đánh phạt dành cho Christiaco. Đây là cơ hội để Diaco tiếp tục gia tăng điểm số của mình ở trong trận này. Hiện tại thì anh chưa có điểm nào. Chính xác hơn thì trong cập nhật mới nhất của chúng tôi thì Diaco có được 2 điểm. Tuy nhiên con số này lại không thể tăng lên sau pha đánh phạt đầu tiên không thành công. Diaco là người đã ghi 2 điểm đầu tiên trong hiệp 2 dành cho Sài Gòn Heat với pha xử lý chuẩn xác ở dưới rổ. Cú đá thứ hai cũng không tốt của cầu thủ áo số 20, chúng ta đã bỏ lỡ hai cầu để gia tăng cách biệt. Cabello treo rất sát Antino và sau đó là lỗi cài dịch tốc của Christiaco. Bốn lỗi sau khi bị hàng phòng ngự của Sun Heat can thiệp và đây là Corey Celia. Cú đá ba thứ hai trong trận của Celia vẫn rất chuẩn xác. 6 điểm cho cầu thủ áo số 20. Michael Miller, Atino chuyền bóng cho Kevin Glass,
rất khó khăn và và chúng ta một lần nữa theo dõi là những tấn công tuyệt vời của Julia. Lúc này chúng ta đã dẫn đối phương với hai con số, đó là 11 điểm. Trevor Hill sẽ tiếp tục là người lên bóng cho đội chủ nhà rất nhanh, nhưng khi cần thì Trevor Hill vẫn có những tình huống đổi hướng đột ngột khiến đối phương bất ngờ. Trevor Hill đối đầu với Kenneth Chien. Đã rất nhiều sự khó khăn và đây là Trevor Hill và di chuyển khá tốt nhưng bóng lại không thể được cái điểm thành công và đây là Miller saving pass đối đầu với Matanowski và Kenneth Billy. Như vậy đội hình xuất phát của Zimmer đã trở lại. Atino một pha bóng vào tốt đến cho Atino. Sau rất nhiều phút bế tắc thì đến lúc này Atino mới có thêm được 3 điểm trong trận đấu này. Đó là điểm số thứ 5 của William Atino trong trận đấu. Rõ ràng chúng ta thấy được là Kai Barron cùng với các đồng đội đã phong tỏa trung phòng này tốt đến như thế nào. Khả năng phòng ngự cải thiện của đội bạn đã giúp cho sự tiếp tục chiến được rất nhiều những kỷ lục của đối phương và đặc biệt ngày này nó cũng tiếp tục được khá hiệu quả. Cách biệt lúc này sẽ biết tạo ra 8 điểm và chúng ta đang duy trì một thế trận tốt với đối phương sau nửa thời gian đầu của hiệp hai. Lúc này còn khoảng 4 phút 17 giây cho trận đấu thứ hai và chúng ta có được một khoảng cách an toàn. Cùng với đó là một khả năng phòng ngự rất tốt ở phần sân nhà khiến cho các cổ động viên của Đài Loan, Trung Quốc có mặt tại nhà thi đấu CS không thể có được những màn ăn mừng. Và đây là điều mà chúng ta cần phải tiếp tục phát huy ở trong những phút tiếp theo, những phút còn lại của trận đấu thứ hai để tạo tiền đề cho sân khách bước vào những hiệp với một tâm lý thoải mái và sự tự tin trên cầu. Bóng được đưa trở lại sân với quyền giao bóng dành cho Sài Gòn Heat. Và đây là Trevor Hills tiếp tục đối mặt với Kanachian. Đường truyền tốt dành cho Corey Celia. Tiếp tục là pha xử lý tốt Bernatowski. Lần thứ hai trong trận đấu này Bernatowski ném 3 thành công. Trận đấu này đã vươn lên có 10 điểm sau trận đấu ném 3 thành công vừa rồi. William Atino đã có lỗi của đội chủ nhà. Đó là một tình huống băng vào rất mạnh mẽ của trung phong áo số 31. Và đó là lỗi cá nhân đầu tiên của Coricilia. Và đó là lỗi đồng đội thứ tư của sàn hết. Chúng ta cùng xem lại và những điểm cực tốt của Bartoski. Anh đã lấy ra được cảm giác băng ba ổn định hơn sau một trận chiến có thể đó là không ấn tượng mở trong trận đấu với CS9 trên sân khách. Và vừa rồi là 2 điểm được ghi dành cho The Dreamer. Tuy nhiên khoảng cách vẫn là 11 điểm. Chính xác khoảng cách là 9 điểm rồi. Đây là Bernatowski. Kai Barron truyền bóng cho Bernatowski ném 3. Lại đứng trong sân với cái bóng. Bernatowski đang có được cho mình sự chuẩn xác trong các cú ném. Và đó là một tình không thể vui hơn đối với 30. Đây là Miller. Đối mặt với lại Kai Barron và truyền bóng cho Atino. Cố gắng vượt qua sự phi cản của Bartoszky và lần này anh thành công với 2 điểm. Tuy nhiên khoảng cách vẫn được giữ ở con số 10 dành cho Sài Gòn Heat. Trevor Hill đối mặt với Kenneth Chien, một tình huống swing của Diaker. Bóng đến vị trí của Kai Barron, đột nhập bản rổ đối phương, xoay trở và dứt điểm. Và lại là một tình huống 3 giây của Kai Barron. Như vậy đó là một tình huống phạm lỗi tấn công của Kai Barron chứ không phải là một tình huống 3 giây. Chúng ta vừa được nhìn ngắm lại cú ném 3 chuẩn xác thứ 3 trong trận đấu của Bernatowski.
sau đó thì Benatowski đã để mất bóng. Atino và có hai điểm cho đội khách. Trevor Hill đã rất nỗ lực trong tình huống vừa rồi và dường như đang bị đau sau một tình huống trượt rất dài. Đây là những hình ảnh mà các cổ động viên của Sài Gòn Heat không hề mong muốn xảy ra. Người chơi hay nhất, tích cực nhất và đóng góp nhiều nhất bên phía đội chủ nhà đã có một tình huống đầu, và như vậy đó là tình huống đầu ở trước đó của Trevor Hill. Nhìn những biểu hiện của Trevor Hill thì có lẽ đó là một tình huống đầu ở cơ sau đùi. Và đây là một chấn thương không hề bình thường một chút nào. Cho đến lúc này thì Trevor Hill đã có được 7 điểm cho Sài Gòn Heat, một rebound, hai kiến tạo và cùng với đó là một tình huống steal. Và cùng hy vọng là Trevor Hill sẽ không phải gặp điều gì quá thật sự nghiêm trọng và có thể tiếp tục thi đấu cho Sài Gòn Heat trong trận đấu này. Và hy vọng rằng đây là một những người cần thiết để giúp cho Trevor Hill trở lại được với trận đấu. Và trong khi đó thì huấn luyện viên Trevor Hill cũng đã đưa Sandin lại sân để có thể tạm thời thay thế vị trí của Trevor Hill. Ta còn khoảng 2 phút 38 giây để bước vào giờ nghỉ giữa trận. Khoảng cách của chúng ta tạo ra với đội khách là 8 điểm. 35-27. Benatowski, Kai Barron sẽ là người lên bóng tiếp theo. Bóng trở lại với cầu thủ người Canada. Benatowski không được. Và lên bóng hơi từ lực và thành công dành cho The Dreamers. Nỗ lực rất hay của Christian Kerr. Và đó là sang đường tuyệt vời. Sẽ không có hai điểm dành cho Kevin Class với tình huống mà trọng tài xác định sang đình đã phạm lỗi trước đó. Như vậy đó là một tình huống mà Dreamer sẽ được nhận hai quả đá phạt sau khi sở hữu phạm quá 5 lỗi đồng đội ở trong trận đấu này. Mình vẫn đang có những phân trần với trọng tài trong tình huống nỗ lực phản phá vừa rồi, nhưng quyết định đã được đưa ra và Kevin Clash cũng đã ném thành công cú ném đầu tiên. Khoảng cách được tạm thời ngắn xuống còn 7 điểm dành cho đại diện đến từ Đài Loan. Và đây là một pha tiếp theo cũng rất tốt của Kevin Clash. Đây là Bernatowski, tiếp tục là Kyle Byron. Cần phải ngăn mạch lên điểm của đối phương bằng một tình huống dứt điểm thành công. Corey Cilia sang đinh, rất nỗ lực để đột phá Corey Cilia. Benatowski còn khoảng 5 giây để tấn công, cú ném 3 không được, đó là airball của Benatowski. Và Tevin Flat lên bóng rất nhanh. Atino không thành công và chúng ta chờ quyết định của trọng tài. Sẽ không có and one cho đội khách. Tuy nhiên đó là tình huống phạm lỗi của Kai Barron. Như vậy là ở tình huống quan trọng thì dường như Kai Barron còn chưa chạm vào người của Atino, nhưng các trọng tài đã cắt còi một cách thực sự khó hiểu. Tuy nhiên huấn luyện viên Kyle Julius cũng đã sử dụng quyền hội ý để sốc lại tinh thần cho các học trò của mình. Chúng ta thấy được là Trevor Hill vẫn đang được huấn luyện viên thể lực, đó là ông Jabo, chăm sóc. Dường như cầu thủ này đã gặp phải một vấn đề không đơn giản ở chân phải của mình. Sự vắng mặt của Trevor Hill chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tấn công của Sài Gòn Heat, bởi vì sự hiệu quả này đã mang lại đã được chứng minh trong suốt những trận đấu mà chúng ta vừa qua. Và một còn lại là 1 phút 30 giây, có là 6 điểm và tạm thời nghiêng về Sài Gòn Heat 3-5-2-9. Vậy đến lúc này thì Kofi Benatowski là người đang có số điểm tốt nhất bên phía đội chủ nhà với 13 điểm đã ghi được, trong đó có đến 3 tình huống ném 3 thành công.
khách sẽ bắt đầu lại những trận đấu thứ hai bằng hai cầu thủ ném phạt của Antino. Hai Baron cũng đã mắc hai lỗi cá nhân sau cầu thủ bị thổi phạt vừa rồi. Cú ném đầu tiên không tốt của Antino. Cầu thủ này đã có được 11 điểm, 2 rebound và 2 kiến tạo cho đến lúc này. Sức ép lớn khiến Antino ném không thành công cả hai thủ ném phạt của mình. Và đây là cơ hội để trả đòn của Sài Gòn Hết, nổ được cầu thành công đến từ Miller. Như vậy là chúng ta xác định nó chỉ là một nửa bình thường mà thôi. Tuy nhiên đó đã là lỗi cá nhân thứ ba của cầu thủ mã áo số 33 Malcolm Miller, một tay ném chủ lực bên phía đội khách. Và huấn luyện viên của đại diện Đài Loan đã nhanh chóng rút Miller ra. Bratowski, Ty Barron chuyền bóng cho Sang Đinh, đột nhập vào bán rổ của đối phương, không ghi điểm. Và sau đó thì Sidney Chen đã đặt lại bóng cho đội khách. Cầu thủ lại bóng dành cho Kenneth Chen. Sidney Chen và cầu thủ trả bóng ngược lại dành cho Lele. Và xử lý khá cố gắng của Lele. Tiếp tục là một cầu thủ cố gắng thoát đi đến từ một lỗi cơ bản của Antino với cầu thủ chạy bước. Chúng ta đã có được bóng bởi một tình huống xử lý sơ đẳng của đối phương. Rõ ràng là Antino đã không đặt trụ của mình vững. Chúng ta trở lại với quyền kiểm soát bóng của Kai Aaron. Chuyền bóng cho Bratowski. Chưa dứt điểm. Đột nhập vào bản đồ của đối phương. Xoay trở khéo vào dứt điểm. Cho Kulik của mình. Đối mặt với Ty Barron rất có dòng và Bratowski đều thành công. Như vậy là trọng tài xác định có lỗi và Tino. Như vậy người phạm lỗi là Sidney Chen đối với Bratowski, một cầu thủ mà Bratowski phòng ngự rất hay, rất dũng mãnh, bảo vệ quả bóng bằng mọi giá. Không có cho một huy chương sân, Sang Hết vẫn đang thể hiện một bộ mặt có thể nói là cực kỳ quả cảm. Hiện tại họ đã có 5 phút tiêu không có lùi so với Dreamer. Vẫn là một khoảng cách 8 điểm an toàn được tạo ra. Đây là cú ném 3 không thành công đến từ Ty Barron. Khá đáng tiếc, còn lại 27 giây cho hiệp 2 này. Và bóng dành cho Dreamer, Billy. Và đây là Sinet Chan, một tình huống xử lý Sang Đinh đối mặt với Sidney Chen rất lắc léo. Sang Đinh chuyền bóng cho Christy Ucker, Ty Barron. Chúng ta còn lại 5 giây. Bernatowski, đó là Christy Ucker. Oscar Peter dành cho đội tuyển áo số 20 và đó là tỷ số sau cùng của hiệp thi đấu thứ hai 39-31. Và đó là một hiệp đấu khép lại đúng với khoảng cách của hiệp đấu đầu tiên. Và Sang Hết đang có được lợi thế về mặt tinh thần cũng như là điểm số để có thể tự tin hướng đến hiệp 3. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau số phút nữa sau khi thời gian giải lao kết thúc.
clap your hands. Một tràng vỗ tay cho Sài Gòn Hot Girls. Thank you. We'll be right back.
Chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với nhà thi đấu CIS để chuẩn bị bước vào nửa sau trận đấu giữa Sài Gòn Heat và câu lạc bộ The Dreamers. Sau hiệp hai hiệp đấu đầu tiên thì chúng ta đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 39-31, 8 điểm đã được tạo ra và tỷ lệ field goal đến lúc này của Sài Gòn Heat về mặt tổng thể là kém hơn đối phương với 43% so với 48. Tuy nhiên chúng ta vượt trội về mặt ném 3 thành công với 6 cú ném 3 đã thành công kể từ đầu trận. Đối phương chỉ có 3 lần mà thôi và điều đó đã mang đến những sự khác biệt. Tuy nhiên bước vào nửa sau của hiệp đấu này, của trận đấu này thì chúng ta có những sự lo lắng khi ở những thời điểm khởi động thì chúng tôi không thấy sự trở lại của Trevor Hughes. Có vẻ như chấn thương ở cơ đùi sau của Trevor Hughes đã chưa kịp bình phục và chính vì vậy Tiến Anh chưa thể góp mặt được ở trong những phút giây tập ở thời điểm này. Hy vọng rằng Trevor Hughes sẽ có thể trở lại. Hiện tại thì Bonatowski đang dẫn đầu với 6 điểm của trận đấu với 15 điểm, Trevor Hughes 7 điểm. Silla có được 6 điểm, bên kia chiến tuyến thì Aquino cũng đã dẫn đầu với 6 điểm của Joe Vimmer với 11 điểm. Sự thiếu vắng Trevor Hughes chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều tiết lối chơi và cũng như là bắn ba của Sài Gòn Heat, bởi vì chúng ta đã được chứng kiến những khả năng bắn ba tuyệt vời của Trevor Hughes. Bonatowski ngoài 15 điểm thì anh có được cho mình 3 lần ghi điểm ở ngoài vòng bán nguyện và bên cạnh đó là 2 pha rebound. Đến lúc này thì có một chỉ số cũng đang được Sài Gòn Heat thể hiện thật sự tích cực, đó là số lần cướp bóng thành công với 6 lần cướp bóng thành công kể từ đầu trận. Và đội bóng đến từ Đài Loan cũng tỏ ra vô cùng bối rối với đến tổng cộng là 12 lần turnover cho đến lúc này. Một trong những cầu thủ có thể nói là hay giật mình để dẫn đến mất bóng đó chính là Kevin Clark. Khi một mình anh thôi cũng đã mắc đến 3 lần turnover. Như vậy là trong lực lượng của Sean Hitt đến lúc này vẫn chưa thấy sự góp mặt của Trevor Hill. Và có lẽ chấn thương của Trevor Hill là thực sự nghiêm trọng và chúng ta cũng sẽ khó có thể thấy cầu thủ này có thể trở lại đội hình thi đấu của Sài Gòn Heat trong trận đấu này. Tuy nhiên các đồng đội của anh vẫn đang có một thế trận tốt ở nửa sau hiệp 2 và hy vọng điều đó sẽ được duy trì trong nửa sau của trận đấu này. Và chúng ta đang thấy năm cái tên trong đội hình ra sân ở hiệp 2 này của Sài Gòn Heat, đó là Sandin, Bertowski, Dieter, Kyle Byron và Justin Young. Có một điều cần phải lưu tâm đó là cả Justin John cùng với Michael Lam, Michael Miller đều đã mắc 3 lỗi cá nhân. Ở hiệp số thứ 3 này thì là đội khách sẽ là những người cầm bóng trước. Michael Miller, David Glass, Lindley, Kenneth Chen đột nhập không thành công trước sức ép của Bernardowski. Giây cho tấn công này của đội khách và đó là pha lên rổ thành công loại trừ cuối cùng của Kenneth Chen. Khá đáng tiếc khi Smith đã không chỉ đứng vững được trong hầu hết thời gian tấn công của đội của đối phương thì chúng ta lại để cho Kenneth Chen có được hai điểm ở giây cuối cùng. Và đây là Sandin tiếp tục và Kyle Byron và là cố gắng vượt qua sự đo ám của đối phương. Đủ chuyện tốt cho Moses Bonamowski chưa thể tìm ra được người đồng đội quyết định bắn ba trong tư thế phối. Bernardowski lần thứ tư thành công trong trận đấu này. Kenneth Chen không thành công và bị bắn tốt đến từ Christy Acker. Một thương đã giúp cho Christy Acker tiếp tục tìm thấy được pha lên ba vừa rồi. Đây là Christy Acker, Kyle Byron. Điều hết bạn có được sự tự tin trong những pha lên bóng và những tình là Bernardowski. Bắn ba thì rất xa, Bernardowski không thành công, hơi thiếu một chút lực. Lindley, Michael Miller, đây là Atiro, hai điểm dễ dàng của trung phong áo số 31 bên phía đội khách. Và khoảng cách hiện tại đang là 7 điểm. Bernatowski, đây là Sandin. Kyle Barron, tình huống can thiệp tốt đến từ Atiro.
nhưng vẫn là bóng thuộc về Saigon Heat với tình huống ao bào được xác định thuộc về Atino. Người sẽ truyền bóng cho Saigon Heat sẽ là Justin Young, Bonatowski. Còn lại 6 giây mà thôi, Bonatowski quyết định bắn 3 thêm một lần nữa. Lần này thì ở trong tư thế cũng khó tương tự mà cũng có thì Bonatowski đã thành công. Đây là Lily. Kevin Glass, Atino, Michael Miller. Truyền bóng cho Lily. Atino đối mặt với Kai Barron. Sử dụng sức mạnh nhưng không thành công. Vẫn là Atino, vẫn chưa thành công và Kai Barron đặt lại bóng cho đội chủ nhà. Phòng ngự của Saigon Heat và đây là Kyle Barron khoảng trống, sang đỉnh bóng qua không thành công, rất đáng tiếc cho Saigon Heat. Vị trí không độ và sang đỉnh đã làm không tốt nhiệm vụ của mình. Kevin Glass, đó là câu trả lời đánh thép mà Kevin Glass dành cho phương án không chất lượng trước đó của sang đỉnh. Và khoảng cách này còn là 4 điểm. Saigon Heat cần phải bình tĩnh hơn và đội tấn công của mình họ đã đang có được lợi thế và đây là Yaker tiếp tục là sang đỉnh bắn 3 thêm 1 lần nữa và hoàn toàn lần này cũng không thể mang lại sự hiệu quả. Sang đỉnh đã không thể tìm được đủ cảm giác tốt nhất trong tình huống của điểm đồn nhất của mình. Michael Miller cú ném 3 không thành công và tình huống rebound. Như vậy là các trọng tài xác định bóng chạm vào Christopher sau cùng vẫn là thuộc về quyền kiểm soát của The Dreamers. Cùng sân bãi và xử lý trước đó để từ sân qua sau hết đã không kịp ngăn được trong bóng đó và họ đã phải nhận 3 điểm đến từ đối phương. Giờ đây bóng tiếp tục là về Tuy Mời và bóng là Kenneth Chen. Atino tiếp tục là Lily. Lily là đúng vượt qua dứt điểm của Kevin Glass và đó là ba phạt. Rất đáng tiếc người đã phạm sai lầm là Coach Yaker, lỗi cá nhân thứ hai. Tình huống xử lý cực kỳ khó chịu của Kevin Glass, một quick step back chúng ta thường thấy của cầu thủ ở NBA. Vậy là Kevin Glass sẽ có được một tình huống ba điểm ở cái trận thứ hai thuộc về Michigan. Cú ném đầu tiên không tốt và là sau tình huống này thì cầu thủ Cao Nhất sẽ được tham out. Đã không thể thành công ở cú ném đầu tiên của mình. Sau hết sẽ cố ngăn cản sự thành công của đối phương. Lúc này thì chỉ có một mình William Martino là
là người vượt qua cột mốc 10 điểm tân thủ thử thách. Kevin Glass đã đón nhận tuy nhiên vẫn thành công một cú đánh thứ hai của mình. Ném của Seven Class đều thành công. Lúc này khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Sang Đinh Bernatowski chuyền bóng nhanh cho Jason Young, trả ngược lại cho Bernatowski, chưa có tình huống dứt điểm. Justin Young cú ném mà cự ly trung bình không tốt, vẫn là đội chủ nhà Bernatowski. Đây là đường chuyền dành cho Kyle Barron, cơ hội cho Saigon Heat. Kyle Barron không thành công, vẫn còn đó là Justin Young. Bóng được đưa ra và sang đến trong qua, tiếp tục là một pha xử lý không thành công nữa cho sang đến. Cái hưởng dứt điểm liên tiếp của đội chủ nhà, nhưng sự chính xác của nó là điều chúng ta sẽ cần phải khắc phục trong những hưởng tiếp theo. Trận đấu đã dần trở nên khó khăn hơn. Rõ ràng là sự thiếu vắng của Trevor Hill là một phần mất mát về mặt tinh thần rất lớn cho các cầu thủ trên sân. Đây là cầu thủ cố gắng vượt qua cao ba lần của Miller, đường chuyền và tiếp tục là Kenesia vào một giây và sự công thành công của Kenesia được rebound bao là đến từ cầu thủ Kevin Clash. Đây là trọng tài xác định đã có lỗi cá nhân của Bernatowski. Và chính xác người phạm lỗi là Chris Dierker. Vậy người phạm lỗi đó là thứ hai, chính xác là Bernatowski. Atino thủ trên bờ đã giành lại chiến thắng trong trận đấu này. Đây là Bernatowski và càng rất khó khăn. Bernatowski bắn ba và đó là không thành công, và đây là cơ hội để phản công dành cho John Timber. Và đó là pha đánh rổ không thành công, người vào cực tốt là Justin Young. Đó là một cái sai lầm hết. Bernatowski pha đánh rổ khác hơn, lỡ tình huống vừa rồi Bernatowski đã để tuột bóng trong pha dằn bóng quan trọng nhất, rất đáng tiếc cho Sài Gòn Heat. Tập trung của họ đã mất đi ở đầu hiệp thi đấu thứ ba và Kyle Julius huấn luyện viên Canada cần phải sốc lại tinh thần của các học trò mình một cách mạnh mẽ hơn. Đấu đang dần trở nên khó khăn hơn cho Sài Gòn Heat. Của đối phương và chúng ta không tìm ra cách để có thể ngăn chặn chuyển điểm đó, cũng như là để đánh mất những đội tấn công một cách rất vô duyên như tình huống này. Atino đã rất thoải mái để thực hiện một cú ấp rổ cực kỳ mạnh mẽ và uy lực. Cho đến thời điểm hiện tại thì khoảng cách là được tạo ra 6 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Lúc này Atino đã có được
18 điểm với tỷ lệ field goal là 80%. Sự hiệu quả rất lớn đến từ cầu thủ áo số 33 được phía đối phương. Và hiện tại thì nỗi nhớ mang tên cho Bang Hills vẫn không nguôi. Và giờ đây chúng ta đang hy vọng là sự trở lại của anh Hồng Sơn. Tuy nhiên cho Bang Hills đã có mặt ở khu vực và vẫn biết những bước đi vô cùng tập tệ, rất khó khăn. Bóng này là Bernatowski. Đội bóng đầu tiên sau khi vào đây là Palestina đã được đưa trở lại sân. Có thể thấy cho sang bên Kyle Barron thay dứt điểm thắt chốt. Cho sang bên Sung Wei Wu. Sydney Chien. Lúc này các đội binh của đội bóng đến từ Đài Loan đã xuất hiện nhiều hơn. Sydney Chien. Atino rất mạnh mẽ tấn công vào bản đồ của đối phương và ghi điểm số thứ 20 ở trận đấu này. Đó là một thủ mà Atino đã có tài cho nó rất dài để ghi điểm. Đây là Corey Sevilla cơ hội cho Sabonis đường biên cho Chris Vieter và Natoski. Và tấn công còn lại của Sabonis là mấy giây còn có tổn thương và đội chủ nhà sau khi áo bầu. Hai ba lần liên tục có những tình huống để cho Atino chiếm lấy ưu thế. Cầu thủ này cần phải thi đấu mạnh mẽ hơn. Phần lớn đã giành được chiến thắng trước Atino hai hiệp đầu. Nhưng hiệp hai, hiệp ba này thì anh đang hơi thiếu tự tin và có pha xử lý bóng đã tấu xuyên. Còn thứ năm đến ba tấn công ở trận đấu này với tỷ lệ thành công là 50%. Nhưng Kevin Glass đã ngay lập tức có câu trả lời. Chúng ta chờ quyết định của trọng tài, dường như đó là em Ron. Như vậy đó là lỗi cá nhân thứ ba của Kai Barron. Một tình huống mà các trọng tài cho rằng Barron đã ngăn cản trái phép nỗ lực lên bóng của Kevin Glass. Số 6 điểm đầy ám ảnh. Coricilia. Bernatowski. Đối mặt với Kevin Glass, Bernatowski không thành công. Và Kevin Glass đặt lại bóng xuống đường quay. Lên trên. Ném một cú lên trung bình, không tốt airball và Silia lên bóng cho sau hết. Đây là cơ hội tốt để giải quyết rút ngắn của các đội mặt điểm số. Bobby Bernatowski đi bóng khá hay. Đường truyền cho Coricilia và đây là Justin Young pha xử lý ở dưới độ và cầu lỗi đó là lỗi cá nhân thứ tư của Michael Miller. Justin Young đã có một lựa chọn có thể nói là chấp nhận được với một tình huống tấn công bản rổ và cầu lỗi thành công với đối phương. Và như vậy Miller đã phải rời sân và thay vào đó là Aquino. Đang có hai cầu thủ có thể hình khá tốt của Joshua mở trên sân, đó là Aquino và nội binh Latin. Justin Young đã đánh rất tốt ở cú phạt đầu tiên, 48-53. Giờ này sau hết còn phải tận dụng mọi cơ hội để ghi điểm. Cú đánh thứ hai là không tốt và Aquino đã rebound chuẩn xác cho đội khách. Sinichen. Đó là Sinichen. Tấn công bản gỗ rất hay của đội tuyển áo số 9 và hơn 2 điểm nữa cho đội khách. Coricilia sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Thời gian này là 15 giây. Bernatowski cố gắng vượt qua sự bám qua Tino đường truyền cho Kyle Barron. Coricilia vẫn đang rất cố gắng để tìm ra khoảng trống và Chris Dieter không thành công.
Như vậy là Chris Dierker, áo số 20 đã phạm lỗi cá nhân thứ 3. Đó cũng là lỗi đồng đội thứ 4 của Sài Gòn Heat trong trận đấu này. Thời gian của trận đấu còn lại đó là 2 phút 10 giây. Và Dierker đã có được lợi thế dẫn trước 7 điểm so với Sài Gòn Heat. Jimmy Chen vẫn là đội hình được bóng phân phối của câu lạc bộ đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Lê Chiến ném ba, không thành công và bóng thuộc về Sài Gòn Heat. Lewandowski đội cho Sài Gòn Heat tiếp tục làm tăng tốc điểm số. Lewandowski Garcia không thành công, lúc tan tư cho Sài Gòn Heat. Họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội để có thể thu ngắn cách biệt với đối phương, và đây lại là tình huống của đội khách. Sidney Chen truyền bóng cho Kevin Glass, ném một cú lên trung bình không tốt, và lại là Justin Young rebound chuẩn xác cho đội chủ nhà. Nên cần phải tận dụng những bước rầm đến từ đối phương để nhanh chóng có lại thế trận. Họ cần phải làm tốt hơn trong pha dứt điểm, và đây là hai ô ba đến cho bóng ba, vẫn tiếp tục là một tình huống không thành công của Sài Gòn Heat. Như vậy là những người sẽ kiểm soát bóng là đội khách của Dreamers. Bóng nhà của đội bóng sẽ chính phần như thế của Dreamers. Jimmy Chen, Yusuf Wei, Lê Chiến, Jimmy Chen đột phá rất hay. Và có một tình huống như vậy là đó là lỗi tấn công của đội bóng số 9, không có điểm nào cho đội khách. Thêm một cơ hội nữa của đối phương, họ bỏ lỡ. Cố gắng phản công thì cần phải cải thiện những điểm của mình. Điều mà họ làm có thể nói là không thực sự tốt ở trong khoảng 2 phút vừa qua. Đây là Lewandowski ở mặt trở lại đây trên. Sidney Chen không thành công, rebound tốt. Sau đó thì cầu thủ áo số 9 vẫn có được bóng và ghi điểm số thứ 57 cho câu lạc bộ Dreamers. Hiệp thi đấu thứ 3 khép lại với cách biệt là 7 điểm mà The Dreamer đã ngược dòng tạo nên. Một hiệp đấu có thể nói là hết sức khó khăn của Sài Gòn Heat, và họ sẽ cần phải làm tốt hơn ở trong trận đấu cuối cùng nếu như muốn duy trì mặt toàn thắng của mình ở giải IBL. Hiện tại thì Bonatowski vẫn là nguồn điểm chính của Sài Gòn Heat với 21 điểm cùng với Phan Tuấn Tạo 2 điểm đầu. Justin Young có 3 điểm, Châu Văn Hiệu 7 điểm, Cao Ba Đình cũng có 7 điểm, và Dierker cùng với Corey Silla đã có được 6 điểm. Bên kia chiến tuyến thì John Rimmer đang có được chuỗi lên điểm ấn tượng nhờ vào bộ ba ngoại binh, đó là William Martino với 24 điểm, Miller có 10 điểm và Clash có 11 điểm. Chúng ta đang thấy được tỷ lệ field goal có thể nói là rất ấn tượng đến từ William Martino, 9 trên 11. Thi đấu thứ ba là một hiệp đấu mà Sài Gòn Heat đã không có được sự chuẩn xác với việc chỉ ghi được 11 điểm để cho đối phương có được 26 điểm và tạo ra khoảng cách đó là 7 điểm cho đến lúc này. Thực tế mà nói, bên cạnh việc đối phương có được cho mình sự tin lớn hơn, thì nguyên nhân chính khiến cho Sài Gòn Heat phải chịu một khoảng cách 7 điểm trong trận thứ ba này đó là do mất đi sự tập trung cần có và độ chuẩn xác của các cú ném. Cao Ba Đình đã có 2 hiệp đầu chờ bóng đá phá được Martino. Tuy nhiên, đã được
bị đối phương vượt qua và còn mất đi niềm tin. Sự tự tin vốn có trong hai hiệp đầu tiên để cho Arsenal sẽ thấy được một trận đấu rất rõ ràng giữa hai đội bóng. Thi đấu thứ tư cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Đội chủ nhà sẽ là những người giao bóng trước. Đây là Corey Celia, Bernatowski đối mặt với Lily Bernatowski. Đó là Justin Young. Không phải là một tình huống dứt điểm, chuyền bóng cho Kai Barron. Không dứt điểm thành công nhưng vẫn là tình huống rebound tốt của Justin Young. Bernatowski ném ba. Một quả đá phạt rất chất lượng của Bernatowski. Và đó là cách khởi đầu có thể nói là khá suôn sẻ của Sài Gòn Heat ở trong hiệp thứ tư này. Và chúng ta hy vọng họ sẽ duy trì được điều này trong những cuộc đánh tiếp theo. Đây là Clash, Terry Clash của ta dứt điểm. Một rổ để kiến tạo cho mình đến từ Terry Clash. Vẫn có điểm số tiếp theo dành cho The Dreamer và đây là cơ hội để tấn công. Ném ba tiếp tục đến từ Bernatowski, không thành công. Kai Barron, Justin Young. Bóng ao bao và bóng thuộc về đội chủ nhà. Cơ hội tấn công là vẫn còn dành cho Sài Gòn Heat. Chúng ta quan trọng là vẫn phải giữ được sự tự tin và nhiệt huyết trong lối chơi. Đó là điều mà Sài Gòn Heat đã làm rất tốt trong các trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Đã có từng có những thời điểm mà Sài Gòn Heat bị dẫn đến 15 điểm nhưng họ vẫn có thể lật ngược thế cờ mà không có lý do gì mà Bernatowski bắt ông đội không thể làm tốt được. Đó đã là lần thứ 7 trong trận đấu này Bernatowski ném ba thành công. 21 điểm thu được từ những cú ném bên ngoài vòng bán kết. Đây là Antonio, tiếp tục là Kenetian cố gắng phòng ngự nhưng lần này đó là điểm số dành cho các cầu thủ The Dreamer. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có pha tấn công tiếp theo. Corey Celia, Bernatowski. Bernatowski vượt qua sự đồng hóa của Lee và đó là một tình huống mà sẽ phải có 3 pha đánh phạt tuyệt vời. Bernatowski rất khôn ngoan. Dưới sức ép rất rác đến từ Lindley thì Bernatowski đã chủ động dựa vào đối phương và dứt điểm. Đây là cú ném ba trước đó của Bernatowski. Chúng ta cần một sự bùng nổ của một ngôi sao và Bernatowski thì đang mang đến điều đó. Tiếp tục là một điểm nữa dành cho đội trưởng của Sài Gòn Heat. Chúng ta không có người dẫn dắt lối chơi chính là Trevor Hill. Tuy nhiên Bernatowski vẫn đang làm rất tốt để có thể phá đám lại cho đến mà cho một điều để lại. Chuẩn xác và điểm số thứ 30 dành cho Murphy Bernatowski ở trận đấu này. Đây là cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ Liverpool. David Glass đối mặt với Kai Barron. Vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ áo số 33. Hai quả đá phạt dành cho trung phong áo số 40 và phía đối phương. Và đó là lỗi cá nhân thứ tư của Kai Barron. Thực sự là một nỗi lo dành cho Sài Gòn Heat. Kai Barron cũng đang tiếp tục phân đua với trọng tài. Sân thì sang bên đã sẵn sàng để nhận lấy. Nhưng vừa rồi chúng ta đón cực vui với cú đá phạt đầu tiên không thành công đến từ Tabun Clash. Nó được có thể nói là rất lớn và các cầu thủ CF dành cho số 40. Tiếp tục là một pha đánh phạt nhưng lại đã đi vào lỗi. Khoảng cách ở đây chỉ còn là 3 điểm và Sài Gòn Heat đang cố gắng rút ngắn nó. Kai Barron đã được rút ra nghỉ và người vào sân thay thế là Sang Đinh. Có lẽ là cầu thủ áo số 33 sẽ được tung vào sân ở những phút cuối mà thôi. Và những vụ theo kẻ Martino sẽ dành cho Diaco. Còn đây là Murphy Bernatowski, đường truyền tốt Chris Diaco và lên rổ thành công.
Chris Tucker vẫn đang chơi khá hiệu quả với những thủ lên đổ của mình. Kevin Clash và tốt đến từ Sandin rồi tới đồng cho Sài Gòn Heat. Sandin Corey Celia Murphy Bernatowski không thành công, quá đáng tươi cho Sài Gòn Heat. Chúng ta chỉ còn kém đối phương một điểm mà thôi. Lindley Antino đối mặt với Justin Young. Antino rất khỏe và ghi thêm 2 điểm cho đội khách. Và khoảng cách này lại tái lập lần thành 3 điểm. Bobby Bernatowski cơ hội cho Sài Gòn Heat và lớn đổ lắm. Trevor Hill thì không sao cả, thưa quý vị, vẫn còn cầu thủ áo số 13 chơi đầy máu lửa và nhiệt huyết trên sân. Điểm số thứ 32 và cùng với đó là cơ hội để có điểm số thứ 33 với một tình huống ném phạt. Bảy tình huống ném 3 thành công kể từ đầu trận. Tỷ lệ field goal là 40% và cùng với đó là tỷ lệ ném phạt 100% thành công. Đây có thể nói là một sự bùng cháy đó từ Bobrovsky. Anh đang bước sáng ở đội hình của Sài Gòn Heat. Sau khi không có sự có mặt của Trevor Hill thì ngọn lửa nhiệt huyết và số 1 để lại đã được kế thừa một cách trọn vẹn bởi Bobrovsky. Và chúng ta vẫn hy vọng là ngọn lửa này sẽ lan tỏa và vô một điểm khác cũng như đấu trên sân từ Christian John sang đến Christian Kerr hay là Corey Celia. Cho đến lúc này thì ngoại trừ Bernatowski thì chưa có một cầu thủ nào của đội chủ nhà vượt qua cột mốc 10 điểm ở trận đấu này. Và trận đấu sẽ trở lại và chúng ta đừng quên vẫn còn đó một cơ hội nữa để ghi điểm dành cho Murphy Bernatowski. Cơ hội rất tốt để anh có thể sang bằng điểm số dành cho Sài Gòn Heat. Với những cầu thủ đang có mặt trên sân thì lúc này chỉ có Sandin là chưa ghi điểm cho phía đội chủ nhà. Justin Young cũng đã có 3 điểm, trong khi đó thì Chris Dierker và Sila lần lượt là 8 và 6 điểm cho Aubameyang. Pha đá phạt dành cho Bernatowski và được hoàn thành một cách vô cùng trọn vẹn, 64 đều dành cho Sài Gòn Heat. Mọi thứ vẫn đang rất cân bằng và căng thẳng trên trận thi đấu CS. Michael Miller đã vào sân, cầu thủ đã mắc 4 lỗi cá nhân. Đây là Lai Chien, tình huống cố gắng vượt qua Diakov, cúp lắp tuyệt vời của số 20. Và đây là Bobby Bernatowski, cầu thủ đang dẫn bóng cho Sài Gòn Heat. Bobby Bernatowski đường chuyền. Justin Young tiếp tục là số 13 của ông 30. Và đây là đường truyền dành cho Sandin. Sandin muốn đột phá để chuyền bóng cho Justin Young bắn ba. Chúng ta đã tái lập được thế dẫn điểm và tạo ra khoảng cách 3 điểm với The Dreamers. Tinh thần đã lên với các học trò của Carl Julius và họ sẽ chơi có lẽ là sẽ bùng nổ hơn những phút sau. Điều rất tốt đến từ Murphy Bernatowski. Mang áo số 13 sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Ngọn lửa của Sài Gòn Heat đang rực cháy và nó vẫn đang tiếp tục cho thấy được sự bùng nổ. Bernatowski chơi cực kỳ quá cảm. Đó là lỗi của Lindley. Và đó là lỗi cá nhân thứ tư của số 6 của Dreamers. Vậy đó mới chỉ là lỗi đồng đội thứ 3 của Dreamers ở hiệp đấu này. Chúng ta chỉ có một tình huống phát bóng từ biên. Dẫu sao lợi thế và mặt điểm số đã được các học trò của Kyle Julius đòi lại. Lúc này chúng ta có một tình huống lên bóng với tình huống sổ bóng của Chris Dierker. Đối mặt của anh đó là William Antino. Đây là Corey Celia quyết định bắn ba. Corey Celia tuyệt vời và
lần thứ 12 các cầu thủ Sài Gòn Heat ném ba thành công ở trận đấu này. Một trận đấu bùng nổ với những tay ném rực lửa bên ngoài vòng bán nguyệt. Kenny Chan, Antino đã có một tình huống ghi điểm thành công của Antino. Nó đã rút ngắn khoảng cách xuống còn lại là 4 điểm dành cho Geoffrey Moore. Tuy nhiên Sài Gòn Heat còn cơ hội tấn công tiếp theo của mình. Murphy Bernatowski đường chuyền, Justin Young đối mặt với lại đó là Miller và đó là phải dứt điểm không thành công. Antino lên bóng, không có cúp lắp thành công của Sài Gòn Heat, hơi đáng tiếc. Và đội bóng đen đang quyết định một pha bóng ba đến từ Miller, pha ba không tốt và người đi vào là Murphy Bernatowski. Tiếp tục là pha đá bóng dành cho 30, rất tốc độ và dũng mãnh Murphy Bernatowski. Chris Dieter không được, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để tấn công và cần phải lui nhanh về để phòng ngự. Malcolm Miller, Antino đối mặt với Justin Young, đó là Leighton. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của Chris Dieter. Sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho Leighton. Như vậy đó là lỗi cá nhân thứ tư của Chris Dieter. Thực sự là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Cho đến thời điểm hiện tại, dù thời gian của trận đấu thứ tư còn lại 4 phút 37 giây thôi, nhưng nó vẫn còn nguyên sự cân bằng và kết quả vẫn chưa thể điểm được. Leighton đã vừa ghi thêm một điểm cho Dreamers với một cú đánh phạt chuẩn xác. Nhưng ở lần thứ hai đã không thành công, cách biệt vẫn là 3 điểm cho đội chủ nhà. Và đây là cơ hội để cho Sài Gòn Heat tiếp tục nới rộng khoảng cách. Chúng ta cần phải chắc chiều mọi cơ hội, bởi vì đây là một trận đấu thực sự có thể nói là sống còn. Và đây là sáng đêm! Có thể nói không ghi điểm thì thôi, thì ghi thì xác định ghi đến 3 điểm cho Sài Gòn Heat. Và đây là lên trên một tình huống bóng thuộc về đối phương. Đó là tình huống bóng ao ập vào. Như vậy là trọng tài xác định đó là lỗi đánh tay của Murphy Bernatowski chứ không phải một tình huống ao ập vào. Quyết định mà trọng tài đã thổi phạt đội chủ nhà có phần hơi bất lợi. Tình huống phát bóng từ cuối sân dành cho đại diện của Đài Loan. Và đây là Miller, đường truyền dành cho Antino, điểm bóng, nhưng trọng tài lại thổi phạt Sài Gòn Heat. Người bị thổi phạt đó là Justin Young, cầu thủ mang áo số 12 đã mắc lỗi cá nhân thứ tư. Đó cũng là lỗi đồng đội thứ tư của họ. Và Antino có hai quả đánh phạt liên tiếp là những quyết định có thể nói là khá bất lợi dành cho Sài Gòn Heat. Và giờ đây chúng ta sẽ phải đối mặt với cú đá phạt đầu tiên nhưng nó lại không thành công của Antino. Tin vui lại đến. Tất cả điểm số vẫn đang giữ là 6 điểm. Antino đang phải đối mặt với rất nhiều những cái quát tay xua đuổi khỏi màn rổ của Sài Gòn Heat đến từ các cổ động viên của 30. Áp lực rất lớn dành cho cầu thủ áo số 31. Thay đổi lần người bảo tốt, đây là Bernatowski. Đường truyền dành cho Sangin, anh đang có được sự tự tin sau khi đã có được 3 điểm đầu tiên. Đường truyền Corey Silla giữ bóng tốt, tiếp tục là Justin Young. Sài Gòn Heat đang chơi rất bùng nổ, nhưng đó là một trận đấu tiếp tục dành cho Sài Gòn Heat. Và Tabin Clash đã được đưa vào sân để thay cho Leighton sau khi cầu thủ áo số 1 chơi rất thiếu hiệu quả ở những phút có mặt trên sân. Còn khoảng 3 phút 44 giây cho trận đấu này và chúng ta dẫn trước đối phương là 6 điểm. Murphy Bernatowski, liệu chăng là đếm 3? Rất xa và rất thiếu chuẩn xác đến từ Bernatowski. Chúng ta mới chỉ có 13 lần ném thành công ở trận đấu này thôi. Cầu thủ dứt điểm không thành công của các cầu thủ áo đen. Và đây tiếp tục là Miller đối mặt với Justin Young. Miller đi lên rổ và đó là một pha lên rổ tuyệt
Michael Miller. Justin Young với 4 lỗi cá nhân đã không chơi quyết liệt trong tình huống vừa rồi. Đó là điều chấp nhận được. Tori Sulia. Một tình huống screen của Kai Byron. Bernatowski. Bernatowski. Và bóng trở lại với The Dreamers. Kenneth Chen. Một tình huống phạm lỗi rất chủ động của Corey Celia để ngăn đối phương ghi điểm. Sẽ chỉ có 2 tình huống ném phạt dành cho Kenneth Chen mà thôi. Corey Celia có tình huống mắc lỗi cá nhân thứ 2 ở trong trận đấu này. Và đây cũng là 2 pha ném phạt dành cho ông 30. Chính xác hơn là The Dreamers, bởi vì số lỗi phạm lỗi của ông 30 đã trắng mắt một cái đồng. Điểm số hiện tại đang là 73 và 69, 4 điểm. Nhưng đó là chưa đến đến hai quả đá phạt này. Kenneth Chen đến lúc này mới chỉ có được 8 điểm cho The Dreamers mà thôi. Và con số đó đã dừng lại sau cú ném hỏng vừa rồi. Áp lực rất lớn từ khán đài đối diện, nơi mà Kenneth Chen phải đối mặt với bạn rổ, đã khiến cho anh ném không thể vào tay. Cú ném thứ hai lại rất chuẩn xác, cách biệt được thu ngắn xuống còn 3 điểm. Và Sài Gòn Heat sẽ có đội bóng tiếp theo. Chúng ta cần phải tiếp tục gia tăng khoảng cách. Thời gian còn lại là không nhiều. Bernatowski lấy được bóng lại sau tình huống chuyền cản khá liệt. Bernatowski không thành công, quá đáng tiếc dành cho Sài Gòn Heat. Và người đi vào là cầu thủ áo số 33 Miller. Bóng là Michael Miller. Chuyền bóng cho Atino. Seven Class. Seri Chan không thành công và xác định người bao tốt cho đội chủ nhà. Cơ hội để tiếp tục gia tăng khoảng cách vẫn còn nguyên dành cho Sài Gòn Heat. Bernatowski, chúng ta còn phải bình tĩnh, quan trọng nhất là sự hiệu quả mà thôi. Bernatowski đối mặt với lại cầu thủ áo số 40 đó là Tavin Klaas, cố gắng thoát khỏi vòng quay của đối phương và đó là điều chuyền tốt có mặt của Sandin và đó là pha dứt điểm của Cliff Trumbin. Không thành công, bóng được giữ ở trong sân, thành công đến từ đội bóng áo đen và vẫn là Michael Miller với một tình huống chơi rất quyết liệt. Miller ném ba không thành công. Kai Byron ghi vào chắc tay, cơ hội để lên bóng cho đội chủ nhà. Hai đội vẫn đang đi tìm được điểm số đầu tiên trong khoảng gần một phút vừa qua và người đã có được quả cờ trong tay đó chính là đội bóng áo trắng Sài Gòn Heat. Bernatowski xoay trở trong vòng vây của đối phương, chưa có cú dứt điểm, vẫn là Bernatowski. Thời gian đã hết và các cầu thủ chủ nhà đã không tập trung vào đồng hồ đếm giây. Thì nói cách khác hơn là trong pha bóng vừa rồi, cho Dreamer đã tạo áp lực, có thể nói là rất tốt để khiến cho chúng ta khó khăn được tìm đến mặt rổ. Và bây giờ công việc của các học trò huấn luyện viên Julius là tiếp tục giữ chặt chặt từ phòng tuyến của mình. Sidney Chen, Michael Miller ném ba không thành công. Sang đến rì bao chuẩn xác, cơ hội dành cho đội chủ nhà. Sang đến một tình huống thi đấu quá quả cảm của Sang Đình, mà phải nói đó là một tình huống liều lĩnh của cầu thủ áo số 11. Nhịp dằn bóng cuối cùng thì Sang Đình đã không thể giữ được bóng lại. Sao là đã dằn hụt bóng và khiến cho bản thân mình phải lâm vào một thế khá nguy hiểm. Sang Đình cần phải hạn chế những pha xử lý mạo hiểm như vừa rồi, nó có thể khiến anh gặp phải những chấn thương nặng. Antino theo kèm rất sát, đó là Kai Byron. Sidney Chen đối mặt với Kai Byron. Atino vẫn có 2 điểm dành cho đội khách. Thời gian còn lại của trận đấu này là 47 giây. Và chúng ta đang ở trong những khoảnh khắc có thể nói là nhạy cảm nhất của trận đấu này. Một cú steal nhưng nó không thành công và sẽ khiến giữ được bóng ở trong sân. Chúng ta chờ xem. Có lỗi được tính cho Bernatowski với lỗi cá nhân thứ tư. Sang Hết sẽ phải chịu 2 tình huống ném phạt đến từ đối phương.
Và bên cạnh đó thì hiện tại có đến 4 cầu thủ bên phía Saigon Heat mắc đến 4 lỗi cá nhân, đó là Justin Yon, Bernatowski, Chris Dieker và số 33 Kyle Barron. Đây đều là những nòng cốt có thể nói là cực kỳ quan trọng trong đội hình của Kyle Julius, và chúng ta buộc phải cẩn trọng ở trong thời gian còn lại. Sydney Chan sẽ là người lên bóng cho đội khách Atino. Còn khoảng 30 giây, Malcolm Miller, Atino sọc thẳng vào bảng rổ đối phương, không thành công nhưng vẫn có cơ hội cứu mình. Tốt đến từ Malcolm Miller. Như vậy là huấn luyện viên bên phía Saigon Heat đã dùng từ hội ý. Khoảng cách đang được tạo ra là 1 điểm mà thôi. Đây là khoảng cách có thể nói là mong manh nhưng cũng có thể nói là một khoảng cách đủ nhất cho Dreamer có thể giành chiến thắng ở chỗ này. Và trong 23,5 giây còn lại của trận đấu, Saigon Heat buộc phải ghi điểm. Chúng ta đã từng làm được điều đó trong chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước CLS Tài, với tình huống ghi điểm cuối cùng ở những thời điểm mà trận đấu chỉ còn lại 3 giây của Justin Young. Và chắc chắn là các cổ động viên của ông 30 hy vọng điều đó sẽ được tái lập ở CLS trong trận đấu này. Thời họ đã thiếu vắng thì ngôi sao cho vô hình của mình, thì Bernatowski cũng kịp thời tỏa sáng với 33 điểm. Anh cũng đi vào và với đó là 3 điểm nào. Thời gian hội ý đã hết và hai đội chuẩn bị bước vào những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu này. Trận đấu giữa Saigon Heat và Dreamer, tỷ số đang là 73-74 tạm thời nghiêng về cho Dreamer. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy khoảnh khắc một điểm vẫn là hoàn toàn có thể vượt qua được của Saigon Heat, và họ đang có quyền giao bóng ở trong tay. Người thực hiện sẽ là Sandin. Năm cái tay có mặt đang là Bernatowski, Justin Young, Sandin và Kyle Barron cùng với Celia. Đây là Kyle Barron đường truyền Bernatowski và lên gỡ cực lực đến từ màu đen và họ giữ bóng thành công đường truyền. Đây là một cơ hội, đó là hai pha ném phạt dành cho đại diện của Đài Loan Trung Quốc. Như vậy đó sẽ là hai tình huống ném phạt dành cho Sandin Chan. Sandin bị thổi lỗi cá nhân thứ ba. Một tình huống nó phải nói là cực kỳ đúng thời điểm, đúng chỗ của Malcolm Miller với pha lên bóng của Bernatowski. Chúng ta hy vọng rằng Sandin Chan sẽ không thực hiện thành công cả hai cú ném của mình. Rất tốt. Đó là điều thắp lên hy vọng tiếp theo cho Saigon Heat. Tiếp tục là cú ném thứ hai của cầu thủ áo số 9, tất cả đều không thành công. Và đây là cơ hội tấn công cuối cùng dành cho Saigon Heat. Murphy Bernatowski, Justin Young, bóng bóng được giữ ở trong tay của số 13, bóng ba, Bernatowski không thành công, Justin Young dứt điểm và đó là hai pha ném phạt dành cho Saigon Heat. Vẫn là Justin Young xuất hiện ở điểm nóng thưa quý vị. Vẫn là cầu thủ mang áo số 12 mang về hai tình huống đen vàng cho chúng ta. Đây là lúc mà Song CS phải nín lặng để theo dõi hai pha đen phạt. Hai pha đen phạt quyết định cái trận cầu này của Justin Young. Cơ hội để cho ngọn lửa đỏ của Saigon Heat dập tắt cơn sóng đen của The Dreamers. Vẫn còn một cơ hội dành cho Justin Young khi mà áp lực đã quá lớn vào lúc này. Một điểm số quan trọng lớn hơn một lần. Cân bằng điểm số vào lúc này là 74 đều.
lại 0,6 giây. Thời gian tấn công đó thuộc về các cầu thủ The Dreamer. Có lẽ là thật khó để họ có thể tạo nên những bất ngờ gì nữa. Justin Young vẫn là người cứu vớt lại màn trình diễn của Sài Gòn Heat. Trận đấu của Sài Gòn Heat trên sân nhà trước The Dreamer 74 đều kịch tính ở những giây cuối cùng. Chúng ta còn 0,6 giây. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì sẽ là 5 phút hiệp phụ tiếp theo dành cho trận đấu giữa Sài Gòn Heat và The Dreamers. Có thể nói dù đây chỉ mới là một trận đấu ở vòng 7 của regular season, tuy nhiên nó không khác gì là trận chung kết của NBL đã. Đội cầu thủ được đẩy lên sắp tới mức đỉnh điểm trong tình pha bóng giữa Sài Gòn Heat và The Dreamers. Chúng ta cần phải thật sự tập trung phòng ngự thật chuẩn xác và chắc chắn ở tình huống này để ngăn chặn đối phương. Thời gian còn lại thực sự là rất ít, không đủ để thực hiện một cú ném. Và không cần phải tác động để khiến cho đối phương cầu lỗi thành công. Rất căng thẳng. Mọi thứ đang được gần như là nín lại tại sân vận động CIS. Không có điểm số dành cho Michael Miller. Và chúng ta sẽ bước vào 5 phút của hiệp phụ để phân định ra xem ai thực sự là xứng đáng cho ngôi đầu bảng sau trận đấu này. Tỷ số là 74 đều. Một hiệp đấu lội ngược dòng ở hiệp đấu thứ tư tuyệt vời của đoàn quân Kyle Gillis, với 24 điểm đã có được ở hiệp đấu này. Và điều đó đến từ sự bùng nổ của Murphy Bernatowski với 33 điểm, đã có được 5 rebound và 3 kiến tạo, cùng với đó là 7 tình huống ném 3 thành công. Tỷ lệ ném phạt thành công 100% với 6 lần trên chấm ném phạt. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không nhắc đến Justin John, người cũng đã có được 7 điểm và chính là người đã kéo trận đấu vào là hiệp phụ. Dù anh đã bỏ lỡ thời cơ có thể mang về chiến thắng cuối cùng cho Sài Gòn Heat, nhưng không sao cả, với những khó khăn mà ông 30 đang gặp phải trận đấu này, với sự mất mát của Trevon Hills vì chấn thương, thì những cầu thủ còn lại vẫn đang thi đấu có thể nói là hết mình để có thể giữ lại cho Sài Gòn một chiến thắng nữa ở trong mùa giải năm nay ngay trên sân CIS. Chúng ta đang có 4 cầu thủ phải bắt đầu trận đấu, đó là Justin Young, Bartoszki, Yoko và số 23 đó là chúng ta sẽ gặp đôi chút bất lợi. Theo quy định thì sẽ là thời gian đấu dài ở thứ tư mà những lỗi đồng đội giữ quyền. Sài Gòn Heat đang mắc 5 lỗi đồng đội, trong khi đó thì Dreamer đã mắc 4 lỗi. Thực tế thì nếu như phạm lỗi ở lần tiếp theo thì Dreamer cũng phải chịu đánh phạt. Có thể nói Sài Gòn Heat có thể tiếp tục giữ niềm tin và trận đấu sẽ trở lại với 5 phút hiệp phụ cùng với quyền giao bóng dành cho đội bóng áo đen cho Dreamer. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại IBL ở mùa giải năm nay diễn ra hiệp phụ. Rõ ràng sự căng thẳng của hai đội bóng đứng đầu của giải đấu kể từ đầu giải thực sự đã được chứng minh qua những gì đã diễn ra trên sân. Sydney Chen, Miller cũng là cái tên đã mắc 4 lỗi cá nhân bên cạnh cầu thủ áo số 6 của The Dreamers. Đó chính là Lily. Đây là Corecelia, Murphy Bernatowski. Bất kỳ một điểm nào trong thời điểm này cũng là vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến trận đấu này. Đây là Diaco, bóng dành cho Sài Gòn Heat. Corecelia không có những tình huống di chuyển thật sự thuận lợi dành cho Bernatowski. Người giao bóng sẽ là Justin Young. Corecelia
Kai Baron. Trước đó thì Kai Baron im lặng trong gần như cả hiệp 3 và hiệp 4. Sang hết đàn có những ngôi sao với các lượt đến đúng lúc và họ vẫn đang dẫn trước đối phương 3 điểm. Và lên rổ của Shin Chan và đó là tình huống xử lý thành công nhưng Sang hết vẫn dẫn trước 1 điểm. Đây là Murphy Bonatowski, Justin Young. Tiếp tục là Murphy Bonatowski bắn qua. Đó là vòng thứ 15 trong trận đấu này, Sài Gòn Heat bắn 3 thành công. Một trận đấu bùng nổ. Nhưng đây là Athino. Athino vẫn có 2 điểm cho đội khách. Chúng ta đang dẫn trước đối phương là 2-4 điểm cách biệt. Và chính xác đó là 2 điểm rồi. Tiếp tục là Murphy Bonatowski. Đường truyền dành cho Chris Diaco. Và đây là Cao Baron, Justin Young đối mặt với Athino. Justin Young ghi điểm không? Nếu chăng đây có phải là thời điểm mà Cao Baron tỏa sáng không? Cầu thủ này đã ghi liên tiếp những điểm số cho 30. Kevin Glass không tầm cầu, Celia đi vào tốt cho đội chủ nhà. Trời lên bóng cho 30. Và người đã cứu được bóng là Miller và tiếp tục là số 9 của George Ramos. Và bóng 3 của Miller, nó không thành công, một tình không thể 10 lần và thời hiếp đã có pha đầu đầu rất chất lượng đến từ Kai Warren. Họ đang muốn giảm nhịp lại để giữ tâm lý cũng như là khiến cho đối phương mất đi những thời gian trên sân. Đây là Kai Warren đối mặt với Antino. Tiếp tục là Kai Warren không thành công, bóng vẫn còn ở trong khu vực dưới bán rổ và người đi vào cuối cùng đó là Chino. Rất đáng tiếc cho Sang Hết và tiếp tục là đội bóng dành cho Dreamer đúng không ạ? Đội sự kiện chèn là Corsellia bắn 3 không thành công. Những bàn bàn thứ chất lượng đến từ đội bóng áo đen mà nó đang khiến cho những bóng có cá nhân trong trận này. Một vị Bolatowski đang chậm rãi lên bóng. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa thôi. Celia. Đối với đây là Bolatowski rất nỗ lực chuyền bóng cho Cristiano. Như vậy là đó là tình huống phạm lỗi kỹ thuật của cầu thủ áo số 9. Chúng ta sẽ có được tình huống ném phạt và sau đó là bóng vẫn thuộc về Sài Gòn Heat. Bernatowski. Anh đã có lần đầu tiên trong trận đấu này không thành công trên chấm ném phạt. Và sau cú ném vừa rồi thì Sài Gòn Heat sẽ là những người sở hữu bóng. Còn 1 phút 49 giây cho thời gian của hiệp đấu phụ này. Và thời gian tấn công của Sài Gòn Heat là 14 giây. Các trọng tài vẫn đang hội ý sau tình huống thổi phạt lỗi kỹ thuật vừa rồi dành cho Sidney Chen. Không có một quyết định nào thay đổi cả, vẫn sẽ là bóng được dành cho Sài Gòn Heat. Kai Baron lúc này đã có double với 12 điểm và 10 tình huống rebound. Trong đó thì tỷ lệ thành công ở những cái đá ba của Kai Baron chỉ là 20%, nhưng nó không quan trọng, nó diễn ra ở thời điểm cần thiết, đó là hiệp phụ. Thời gian còn lại của hiệp đấu này là 1 phút 49 giây. Sidney Chen cũng đã phạm lỗi cá nhân thứ tư ở trận đấu này. Có 3 cầu thủ bên phía đội khách mắc 4 lỗi cá nhân. Đó là Malcolm Miller, Sidney Chen
và cầu thủ áo số 6 Lily. Sẽ có 5 giây cho đợt tấn công này của Saigon Heat. Justin Young và phía bên Notowski cố gắng vượt qua sự đối kháng của đối phương nhưng ghi điểm thì không được. Và đây là đội bóng dành cho John Rebels. Một đường chuyền dài lên phía trên và đó là 2 điểm dành cho đội khách. 80-82. Corey Celia sẽ là người lên bóng cho Saigon Heat. Cần chơi tập trung hơn, đây đã là những thời điểm cuối của hiệp đấu rồi. Đó là một điểm tuyệt tốt của City Jam. Và đã ghi 2 điểm để cân bằng điểm số dành cho đội khách. Konatowski đã mất tập trung. Một tình huống có thể nói là rất đáng tiếc của đội chủ nhà. Nhưng chúng ta chỉ mới bị săn bằng cách biệt mà thôi. Và trận đấu vẫn còn phía trước với quyền kiểm soát dành cho Konatowski và những người đồng đội đường chuyền dành cho Justin Young. Murphy Bonatowski vượt qua được Seven Class. Còn lại 5 giây đường chuyền Coricilia và đây là Kyle Patton. Không thành công và rất đáng tiếc. Và sẽ là cái điểm lên bóng của đội khách. Đội báo sẽ kiếm Seven Chèm là chơi khá hay ở thời điểm cuối của trận đấu. Cũng là Seven Chèm. Còn lại 8 giây cho tấn công này và một thắng cao là sẽ được ném phạt với những tình huống ném phạt của Atino. Và như vậy Justin Young sẽ phải nói lời chia tay trận đấu này với lỗi cá nhân thứ 5, anh đã bị pha vào. Đấu của Justin Young khép lại với 7 điểm và 9 tình huống rebound, cùng với đó là 2 kiến tạo. Rất căng thẳng và áp lực càng đè nặng lên Atino. Atino né thoát không thành công. Đó là một điểm báo có thể nói là có điều tốt cực dành cho Saigon Heat. Chúng ta vẫn còn đó một cơ hội. Tiếp tục là thời điểm căng thẳng dành cho những ai theo dõi trận đấu này. 6 giây cuối cùng với tình huống tấn công được đặt rất nhiều hy vọng của Saigon Heat. Tỷ số lúc này là 86-85. The Dreamers đang là những người dẫn trước đội chủ nhà Saigon Heat. Chiến tuyến thì Atino đang là người vẫn có được điểm số tốt nhất và họ có đến 3 cầu thủ có double. Atino 29 điểm 12 rebound, Miller 14 điểm 11 rebound và Kevin Glass 16 điểm 10 rebound. Rõ ràng là đội bóng đến từ Đài Loan Trung Quốc lột xác là nhờ vào màn hình điểm của các ngoại binh. Họ vẫn cho thấy được sức ảnh hưởng rất lớn với tổng cộng là 59 điểm đã ghi được cho đội khách. Và trận đấu sẽ quay trở lại với 6 giây cuối cùng. Vẫn là một tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc dành cho Saigon Heat. Nhưng đừng quên chúng ta vẫn đang có được những tinh thần tốt đến từ các cầu thủ. Người giao bóng là Sang Đình.
Kyle Barron giữ bóng. Thời gian còn lại là 3 giây. Kyle Barron quyết định đột phá. Còn lại 1 giây mà thôi, và phải chiến điểm cuối cùng của Kyle Barron. Trận đấu cực kỳ căng thẳng và chúng ta chỉ thất bại ở những giây cuối cùng với sự vượt lên của đội khách. Tỷ số chung cuộc đó là 86-85. Đội bóng đến từ Đài Loan, Trung Quốc đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên sân khách và Sài Gòn Heat đã phải đón nhận thất bại đầu tiên. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có một trận đấu xuất sắc, và cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo của giải bóng rổ vô địch Đông Nam Á mùa giải thứ 9 trên hệ thống TNT. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.